để tôi ráng tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Ráng là ráng làm sao hả cậu Út? Bữa giờ con với cậu đi làm quần quật mà còn kiếm không được mấy triệu nữa. Cái này cả trăm triệu lưng cậu. Con không hiểu nữa, tự nhiên gần Tết cái tự nhiên ôm đóng nợ làm sao? Cậu, cậu cưới mợ Thơ đi, cấn nợ. Trời, mọi người đang nói cái quái gì vậy chứ? Thôi bây giờ quyết định vậy đi, ra duyên, mợ Thơ và cậu Út sẽ lấy nha. Mợ Thơ ơi, mợ tha cho tôi đi. Có sợ? Đừng mà mợ Thơ. Mà đừng mà. Thằng ơi mợ ơi, đừng mà mợ. Nhìn có sợ cổ. Đừng tôi xin mợ. Đừng tôi không. Không. Vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra chỉ là ác mộng. Không được, mình không thể nào để chuyện này diễn ra dễ dàng như vậy được. Ờ, cái hai lo kia vương nước hả? Nước thì bơ đi. Trời ơi, bà đâu ra trong nhà tôi vậy? Em qua đây tập làm dâu trước để mai mốt đỡ bỡ ngỡ. Em tắm cho mình nha. Thôi, chị hai ơi, hợp gia đình. Bảo gì? Sao không xả cái đầu đi? Xả cái gì mà xả? Em đang cú xuống em gọi đầu, có tự nhiên cô Út gọi quá rồi gọi kêu ra hợp gia đình gì nè. Ai biết đâu lật chạy ra. Con Cút, bước ra ánh sáng liền, không có núp ở trong đó giấu cái mặt nữa, cái trò đó hết vui rồi. Thằng Bảo đi qua đây. Dạ. Tháo thằng xuống. Tụi mợ mợ Thơ gạt chân con kìa. Mẹ không? Bây giờ mày muốn cái gì đây Út? Em muốn tập hợp tất cả mọi người trong gia đình này lại để em giải quyết triệt để về vấn đề cưới hỏi của em và mợ Thơ. Hả? Giải quyết cái gì nữa? Đã chốt đơn rồi. Bây giờ chỉ chờ tới ngày gói hàng em lại rồi giao đi thôi. Đúng rồi đó cậu Út. Lúc mà gói hàng sẽ ghi rất là rõ là hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Đó, yên tâm. Mà trong lúc khui hàng nha là phải quay video lại nữa. Bậy, khui hàng á là để mình tôi coi thôi. Mà quay video lại á là người ta cùng coi. Mắc cỡ lắm. Ơi, cái gì vậy? Bán hàng online hả? Vậy thôi cho tôi bùng hàng nha. Bậy. Bùng cái gì mà bùng? Bây giờ em phải gả cho mợ Thơ, vì mợ Thơ đã trả cho em một đống nợ mà em gây ra cuối năm vừa rồi á. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà cũng không thể nào vậy được. Nhưng mà bây giờ nó đã là như vậy, cái cậu muốn là nó không là như vậy, thì bây giờ phải làm sao cho nó là như vậy? Thì bây giờ cứ phải như vậy chứ giờ sao? Nếu mà không như vậy thì sao như vậy được? Im đi, mấy đứa nói chuyện tao hiểu được, tao chết liền á. Cái này phải có căng mới hiểu được. Dì hai không có căng á. Căng thẳng á. Thôi mà, đừng có căng, đừng có thẳng. Thẳng quá em chịu không có nổi đâu á. Thì tình Út bà, mợ Thơ đã trả hết nợ cho em rồi, bây giờ em phải cưới nó để cấn nợ chứ. Với lại chị thấy hai đứa cũng xứng đôi mà, sao em cứ càng cửa lần nữa hoài với Út? Thì đám cưới thì cũng cũng ok đi, nhưng mà cái vấn đề rằng là em phải cần có thời gian. Cái gì mà cần thời gian hoài vậy cậu? Bây giờ cậu có suy nghĩ tới suy nghĩ lui đâu được gì đâu. Ông bà mình có câu á là theo tình chại, chại tình theo. Bây giờ mình đại một cái cho xong. Cái vấn đề thời gian ở đây á không phải là thời gian suy nghĩ, mà là thời gian đi làm kiếm tiền để trả nợ cho mợ Thơ. Ủa? Là sao? Em đâu có đòi đâu. Ủa, cái đây là đám cưới mà mọi người. Đó là một cái chuyện rất là trọng đại. Mà đám cưới cấn nợ thì nó đâu có hên đâu. Cho nên là phải trả nợ xong xuôi hết đi rồi hẳn cưới. Với lại người ngoài nhìn vào người ta lại đánh giá mợ Thơ cưới con nợ về, lúc đó lại ảnh hưởng đến danh tiếng của mợ Thơ, nó kỳ lắm. Cái gì vậy? Cảm ơn mình, cảm ơn body đã nghĩ cho em. Thằng Út nói cũng hợp lý đó. Chuyện cưới hỏi thì phải cần có phong thủy tốt. Mợ thấy sao mợ? Em sao cũng được chứ á, cưới sớm cưới muộn sao cũng được, miễn cưới đúng lời cậu Út hứa là được. Vậy thì lúc đó con sẽ là dâu phụ. Ý, vậy thì con sẽ là phụ dâu.
xin lỗi, con phụ rể. Dạ phụ rể. Ê bảo hay là hai chị em mình đổi đi. Dạ. Chị sẽ là phụ rể, còn em sẽ là phụ dâu. Cũng được á. Vậy thì hôm đó em sẽ mặc một cái đầm chữ A vậy nè, cái chân váy chữ A ha, ở trong trên đây một cái đầm cúp ngực nè, kiểu như đó. Tao đục cho mà tụi cái cúp. Chuyện tào lao gì vậy? Rồi sao cả năm nay không lên Sài Gòn kiếm tiền đi rồi ư ru rú với này hoài vậy? Trời ơi cậu, thì con biết cậu với mợ Thơ năm nay cưới nhau, nên con với chị Cúc quyết tâm ở đây để chung vui với cậu. Với lại sẵn phụ hai người luôn. Đúng rồi, với lại bây giờ người ta làm việc online không cậu ơi. Nói tóm lại là tất cả mọi người đều trông chờ cái đám cưới của em. Ráng lo đi làm kiếm tiền đi trả cho mợ Thơ, càng sớm càng tốt. Dạ. À hay là chị giao cái vườn bông nhà mình cho em, cái em chăm sóc vườn bông rồi em bán bông em lấy tiền. Thôi chị ơi, một năm có bao nhiêu mùa bông đâu, làm tới khi nào có đủ tiền để trả nợ được. Thôi được rồi, cuộc họp gia đình coi như đã xong, giải tán mưu sinh. Ủa, tôi đâu có mưu sinh đâu, nên đâu cần giải tán. Ê, ôi lâu lâu đi chợ với cậu vui ghê luôn á. Cậu thấy hoang mang nhiều hơn là vui nha. Sao vậy cậu? Ủa sao cậu? Sao mà cái cảnh đi chợ năm nay nó vẫn y chang như hai cảnh năm rồi, không khác miếng nào luôn á. Ê đúng rồi cậu, cậu nói cũng mới đi luôn á. Ê nó giống y chang năm ngoái luôn, nhất là hả có cái cô gì mà hả cầm cái bịch rau á, y chang năm ngoái, mà đặc biệt là cô còn mặc cái áo giống năm ngoái luôn. Sao được vậy trời? Nè, cái bà mà quăng cái bịch ni lông cho cái cô kia là quăng đúng tốc độ đó, đúng biên độ đó, không khác miếng nào luôn. Kỳ vậy ta? Ủa, có ở đâu kỳ, thì chợ mà. Ngày nào người ta không quăng bịch ly lông, ngày nào người ta không quăng rau, chuyện bình thường có gì đâu. Không, nó kỳ lắm con ơi, giống như cái chợ này nó chấp niệm không chịu thay đổi hay sao á. Mà nha, sống mà không thay đổi là không phát triển được đâu đó. Đây, cũng giống như con đường này cũng chấp niệm nè, thấy không? Cái con đường này cũng không chịu thay đổi nè, đi hết con đường này là tới cái chỗ... Thì tao bắt con Hồng. Đúng luôn con ơi. Đó, đúng rồi, bây giờ mình đi nè, mình đi hoài ha, tới cùng đường một cái là tới tiệm của con Hồng luôn. Đúng rồi, cái nhà nào mà ở cuối đường giống vậy á là người ta nói là sát khí đâm thẳng vô nhà đó. Ủa hai người làm con hoang mang ghê luôn á. Thì cái đường này đi thẳng là tới tiệm tạp hóa của Hồng là đúng rồi. Con Cúc nó không có hiểu. Bây giờ nè, năm sau con ráng con đi chợ y chang giống vậy đi là con sẽ hoang mang y như cậu Dương Bảo. Giờ nha, cứ men theo con đường sát khí này đâm thẳng vô nhà bà của Hồng cho cậu. Đi vô. Dạ. Đó đúng rồi. Ôi. Con đường sát khí nè. Ờ. Đó, con đường sát khí ngày càng thu hẹp dần nè. Ờ, bây giờ đẩy thẳng vô nhà bà Hồng. Trời ơi, trời ơi, sát khí ghét quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, bà bị sao vậy bà Hồng ơi? Trời ơi, bà Hồng ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cô Hồng ơi, cô sao vậy cô ơi, cô ơi, cô Hồng ơi. Cô tỉnh chưa cô? Cô Hồng ơi. Tao đang tỉnh mà mày tạt nước một cái tao mới đột quỵ bất tỉnh đó. Ủa, cái gì vậy? Cô sao vậy? Bà bị cái gì vậy? Có bị gì đâu? Ủa không bị gì tự nhiên nằm giống như nhập thổ vậy mẹ. Ủa cha ơi cha, con đang live stream kìa cha. Trời ơi, hồi nãy có tới 10 người coi lần đó. Hồi nãy đó bà nằm á, bà chết rồi tôi thương bà nha. Bây giờ tôi thấy bà đáng chết hơn đáng thương đó. Tuột view tôi kìa. Hả? Ê, không không không, lên được 20 người coi rồi nè. Trời ơi, đảo vậy. Đi đọc comment cậu ơi. Hàng xóm của bà này nhìn lành ghê. Lành ít dữ nhiều. Ủa? Là khen dữ chưa? Ủa sao tự nhiên nói mình vậy? Cậu cậu, quá trời comment kìa. Thằng bé tát nước nhìn mặt hài ghê. Hài cốt. Là sao cậu? Là người ta nói cái mặt con giống đầu lâu á. Cái gì kỳ, sao tự nhiên nói con vậy? Nữa nè. À hàng xóm thân nhau ghê. Thân tầm. Ủa thân tầm là gì? Là tâm thần đó. Mệt mấy người này kìa. Giang ra, giang ra. Nè nè là cho bà. Nè cho bà coi. Chào mừng 20 người đang xem livestream đến với tiệm tạp hóa cô Hồng, 39 tuổi, An Giang. Sao còn hai người coi vậy? Trời ơi, cái view gì mà nó tuột lẹ cho tuột quần vậy trời. Nó thiệt á, làm khùng làm đi thì nhiều người coi dữ lắm. Tới hồi tới quảng cáo tiệm tạp hóa cô Hồng cái tuột view như vậy đó. Đúng rồi, bà quảng cáo nhiều quá, người ta sợ người ta bị thoát ra đó. Mà nè, mọi người thông cảm đi. Giờ bà cô Hồng bà phải quảng cáo vậy, bà mới có đủ kinh phí bà mở cửa hàng đúng không? Ủa mà hai người nào mà coi quả không chịu thoát ra vậy trời? Dạ tụi con á. Đang coi nè cậu. Thôi thôi thôi, đừng có coi góp view cho bà thoát đi. Bà khỏi thoát, tụi tôi xuống like. À bye bye mấy bạn nha, mình xuống like đi. Bye bye chia trong mẹ tụi nó đang ngồi ngoài này, nào xong bye bye ngoài này. À bye bye tụi con nha, cô xuống like đi. Thôi đang vui mà cô. Ủa gì là bà đang bán hàng online gì đó hả? Đang bán online luôn nè. Ai đặt hàng là tôi sẽ gói hàng tôi đem giao, hiểu không? Đúng hả cậu? Bây giờ nhiều người bán hàng online lắm luôn á. Kiếm tiền nhanh. Nhanh thiệt không? Dạ thiệt. Nhanh như cái view nãy tôi tuột vậy đó.
Bây giờ hả, là mỗi lần mà ai mà livestream á, mà kiểu mà vui vui mà hề hề nha, mà kiểu mà hay làm khùng làm đi giống cậu á, đó là chắc chắn luôn là sẽ bán rất là nhiều đơn hàng. Ê cậu, không ấy cậu với cô Hồng mới hợp tác bán hàng online đi, tôi thấy hai người giải trí lắm luôn á. Được á, được á, bây giờ mình ráng mình kiếm tiền để mình trả nợ cho Mở Thơ. Đúng. Cũng hợp lý á. Tao cái gì, tôi có một cái deal này dành cho bà. Cái deal rồi cái gì? Là cái hợp tác đó, hiểu không? Thì hợp tác nó hợp tác kêu cái deal. Bây giờ bà cho tôi phụ bà bán hàng online đi. Ừ, cũng được, nể tình bạn bè lâu năm rồi cũng được. Thôi vậy mình ăn chia đi ha. Đúng rồi, phải ăn chia chứ. Tôi 9 ông 1. Hả? Trời, cái đó không phải là ăn chia mà là ăn trên đầu trên cổ. Ác quá. Vậy tôi 8 ông 2. Cái đó là ăn cháo đá bát. Chứ ông muốn nhiều? 7 ba. Tôi 7 bà 3. Là tôi ăn cháo tôi đá vô đầu ông đó. Là tôi 3 bà 7 được chưa? Đó. Đằng bà ăn cái gì mà hung dữ quá trời à. Bà sống kiếm mà cái điểm G bà tèn là có chút xíu rồi kìa. Không. Cậu tự tin nha. Cố lên. Tự tin. Vô. Chào quý bà con cô chú anh chị. Hả? Quý bà con cô chú anh chị. Hôm nay tôi là ngon vậy. Ủa sao đây bắt đầu nói tự tin lắm mà vậy, tự tin dữ chưa? Thì hồi nãy là tôi tự tin lắm mà không biết lý do tại sao mà mở cái máy lên cái tôi bị khớp à. Ê sao? Cậu cảm giác giống như là cậu nằm trong cái hội nhóm mà những người bị sợ ống kính á. Ê tôi chết rồi, vậy là cậu không làm MC được đâu á. Mắc mớ gì làm MC, tao đâu có nhu cầu làm MC, tao chỉ có nhu cầu làm em của chị hai tao thôi à. Ôi cha ơi cha, livestream bán hàng là không cần cái gì mà kỹ năng quan trọng hết trơn á, chỉ là thoải mái, ông là chính mình, tự tin thể hiện cá tính là được rồi. Đúng rồi, cậu muốn nói gì cậu nói à. Như bình thường á, cậu thoải mái là cậu đang bị áp lực rồi đó. Đúng rồi, thoải mái đúng không? Giống như tôi đang nói chuyện với bà. Đúng rồi. Rồi để ai biết đâu, tưởng đầu là phải diễn này diễn nọ. Bắt đầu lại, bắt đầu lại, lại nha con vô thả tim nè. Vô. Cậu chào quý bà con. Thoải mái lên, thoải mái. Vui vẻ vậy. Cậu bây giờ cậu biết nói gì, cậu đọc comment đi, quá cho người bình luận luôn nè. Tiệm tạp quá cô Hồng mà ngồi như cô hồn. Mày mấy cô hồn á. Vậy. Ê, từ nãy tới giờ tao ngồi đây tao chưa nói cái gì hết trơn nghe mày nghe. Mà thí dụ bây giờ thế à, hai đứa tụi tao là hai con cô hồn đi thì cũng ăn đồ người ta cúng thí thực chúng sinh ở ngoài đường, chứ đâu phải là ăn của ông đồ ông ngoại mà để lại đâu. Hả? Cái mắc mới gì mà nói vậy? Bỏ nghe mày. Cái gì vậy? Tôi kêu ông là tự tin khoe cá tính mà cái này là bị lố rồi đó. Ủa chứ bây giờ nó chửi tụi mình là cô hồn, không lẽ cho tụi nó chửi bàn sao mà khôn ba năm mà dạy một giờ livestream lần sao vậy? Giờ sao cậu? Trời ơi, người ta chửi quá trời kìa cậu. Nhẹ nhàng lại. Ừ, bình tĩnh thôi. Comment phải không? À đây có người comment nè. Người ta hỏi là tiệm tạp hóa bán gì vậy? Đúng rồi, tiệm tạp hóa này bán sống bán chết, bán thân bất toại. Ủa từ đó tới giờ tự cha sanh đẻ ra không đi ra tiệm tạp hóa mua đường mua bột ngọt về cho ông bà cha mẹ hay gì mà hỏi cái câu ấu chỉ vô chi vậy? Tôi bạn ơi, tiệm tạp hóa của mình là bán tất cả mọi thứ trên đời luôn, cái gì cũng có bán hết cho bạn. Rồi có bán hòm không? Như vậy má chỗ con mới hỏi nãy đó, nó đáng được cái hòm. Tiệm của mình á là không có bán hòm mà có bán cái hòm, bạn mua cái hòm gì đựng đồ đi bạn ơi. Bây giờ cậu cứ tưởng tao hoài vậy rồi lỡ có gì ảnh hưởng sau này phiền lắm luôn á. Ê nó nghe nè, không có em vô can cậu đi chứ hả, giày hoài là có ngày ra đường bị chúng đánh á. Ê khoan, hả? Có người khen là cậu Út chửi nghe đã tai quá. Ê chốt luôn cái hộp này của cô Hồng. Chốt luôn hả? Ê còn nè, dễ thương mà cậu Út có thiệt ngoài đời không? Ủa? Có thật ngoài đời nha, mà đời cô lụ á. Trời ơi, dữ gì vậy trời. Cậu. Mọi người ơi, đời cô lụ chính là một tuồng cải lương rất là hay của Việt Nam, rất là bi kịch, coi là khóc hết nước mắt luôn. Mà khóc hết nước mắt là cần gì? Cần khăn giấy. Có bán khăn giấy luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, có người chốt đơn khăn giấy luôn kìa cô. Cậu Út cho coi cái nách thăm đi. Ủa gì vậy, vô duyên vậy? Mày dở cái nách mày lên, tao đục cho cái nách mày bầm dính thử luôn. Khỏi bầm, khỏi thăm như mày. Người nào nách bầm nách thăm xài ngay lan nách hết thăm hết bầm. Trời. Cô quá trời người chốt đơn lan nách luôn á. Nhìn đi. À đây, cậu Út để tóc dài đẹp quá, hay cậu Út đi chuyển giới luôn đi. Tao không có chuyển giới mà tao chuyển qua nhà mày ở nè. Mày nủ cho tao có địa chỉ đi, tao qua tao ngủ, tao không ôm bà ngoại mà tao con mày. Thôi. Bạn dám nộ địa chỉ, cậu Út dám đến tận nhà. Bạn dám mua cái nhà, cô Hồng dám bán nguyên cái nhà luôn. Cái gì vậy cô Hồng, cô càng nói cô càng lỡ lời á. Cô nghĩ sao, tự nhiên cô có cái nơi để mà lập nghiệp thôi mà tự nhiên cô bán luôn là sao? Cô có nghiệp mà có người đời mua luôn á. Trời ơi, gì vậy trời? Nè. Muốn đi tới tiệm cô Hồng có cần đi cầu không? Ủa là sao? Có nha, muốn đi tới nhà cô á là có đi ngang cái cây cầu nha con nha.
Đúng rồi, đi ngang cái cầu Gia Đạo á. Là gì? Là tao cạo da đầu mày á, mày hỏi câu vô duyên mày. Muốn cạo da đầu là có dao cạo râu. Cạo da đầu là có dao cạo đầu, mắc mới xài dao cạo râu. Dao da, cái dao cạo râu này nó đi cạo mũ còn được á, nút gì là cạo da đầu. Gọi tên em đi. Con chó. Chị giữ tao con chó. Ủa chứ cái tài khoản nó có tên con chó kìa. Có chai dầu gió. Chốt đơn. Tao đục mày gãy răng à. Có kem đỉnh răng. Chốt đơn. Ê mà đừng có sùng thồn nữa mày. Có ngay lọ con. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Rồi đi. Ủa qua khoan đi. Bà. Sao tự nhiên cái hàng là bà ghi hàng cấm vậy bà nội? Bà bán hàng cấm hả? Đặt ra sao coi. Bơm. Bơm lần sau nữa là bán bơm hay bán hàng cấm? Gì vậy? Là hàng cấm bơm. Là cái gì? Là cấm bơm hàng. Trời ơi. Sao tôi nghe không nghe nguyên một dây một vòng đi, mắc mơ tao làm đâu làm chi vậy? Không đủ vòng. Trời. Mệt bà này ghê á, đủ chuyện hết trơn à. Rồi giao đi. Rồi giao bữa nay đi con, rồi ngày mai quay lại giao tiếp đợt hai nha con. Đi đi. Tính là cũng nhiều quá ha. Trời ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời bán tiệm tạp hóa tôi mà bán được nhiều hàng vậy đó. Mà mệt nha bà. Làm xong có livestream là tôi giống như Naka vậy đó. Làm sao? Là lóc xương chả cha, lóc thịt chả mẹ đó. Mệt ơi là mệt luôn à. Ông yên tâm đi, tất cả sẽ được đền bù xứng đáng. Wow. Tiền tươi luôn. Tiền tươi luôn. Trời ơi. Ui, sao nhiều dữ vậy? Vì anh xứng đáng. Đáng đời bà. Cái gì vậy? Bà muốn lấy tôi hay gì đá lông nheo? Lấy cái mạng ông thì dễ á. Nhưng mà lấy ông là để mợ thơ lấy. Ôi cô bình tĩnh đi, thư giãn đi, cô bị nóng quá rồi đó. Cậu nói nghe nè, bây giờ con nghĩ nha, nếu dù mà ngày nào mình cũng livestream giống vậy á mà hiệu quả nè, bán được nhiều đơn, sớm muộn gì mình cũng có đủ tiền để trả cho mợ thơ. Vậy cũng mừng. Chết. Chết gì vậy? Chết rồi. Mẹ. Má. Má sao? Má sao? Sao vậy? Má nhờ chờ sáng giờ. Ôi trời đất ơi, đi chợ hồi sáng rồi, đi chợ về, đi kêu tao lên rồi. Lẹ lẹ đi, mua tao bán cậu da đào bây giờ. Cậu da đào là gì? Tao bán cậu da đào. Lẹ lẹ lẹ. Em con về nha, con lo nha. Chị chào chào con. Bữa tao qua mụ nha. Rồi rồi rồi. Ôi. Dâu dâu. Trời ơi. Chị hai bả dọn cơm luôn rồi, ba đứa mình bị cạo da đầu chắc luôn. Anh trời. Đi mua gì nè bà, đi mua gì nè bà ơi. Trời ơi, chị ơi. Gì vậy? Làm gì mà rình mò giống như ăn trộm vậy? Dạ thưa chị hai, tụi con mới về. Sáng giờ không gặp chị hai khỏe không chị? Cảm ơn à. Ba đứa đi chợ đi thỉnh kinh mà lâu dữ hả? Đâu có đi thỉnh kinh đâu. Tụi con đi thỉnh giáo. Đúng rồi. Ngày hôm nay là tụi con đi thỉnh giáo một cái công việc mới mà nó là kiểu một cái nền tảng rất là hấp dẫn của giới trẻ. Nên tụi con thử và trải nghiệm. Đó thì ngày hôm nay cậu Út đã làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối luôn. Nữa rồi. Sao vậy? Đi làm cái chuyện tào lao nữa đi. Rồi gây ra một đống nợ nữa đi. Con. Má, hôm nay á là cậu Út có công ăn chuyện làm thiệt luôn. Là livestream bán hàng thiệt luôn. Còn có luôn nữa. Đúng rồi, tiền. Đúng rồi. Đây, trời đó. Đất ơi. Nè, tiền tươi, tiền nóng đàng hoàng nha. Mở đi gì hai? Làm ngày nay đây hả? Dạ. Trời ơi. Mày làm cái giống gì mà một ngày mà bao nhiêu lương đây? Mày giật dọc trộm cướp hay mày hãm hiếp người ta? Trời ơi, sao dì hai nói gì nặng vậy? Quan ức, trời ơi, quan ức nhất là cái vụ hãm hiếp. Đúng rồi, dì hai. Dì hai nói về tội cho cậu. Giờ dì hai cũng phải tính cái chuyện thực tế, không có ai đi hãm hiếp mà được người ta cho tiền vậy hết đó. Đúng rồi. Cái tánh khùng khùng điên điên đó, nó dám đè con gái người ta xuống ta hãm. Trời ơi. Cậu Út làm việc rồi chăm chỉ từ sáng giờ luôn, không có hãm ai hết đó. Chị ơi, bây giờ nè, có con Cúc ở đây, nó là con gái chị, nó làm chứng cho em mà không lẽ chị không tin nó? Thiệt á má. Đây là công việc đàng hoàng đúng không? Dạ. Ừ, đàng hoàng thì được. Hãm hiếp con người ta là không được. Trời ơi. Sao mà cứ quy cái tội đó vô em hoài gì không biết nữa à. Thôi, coi đi rửa mặt rửa tay đi rồi ăn cơm. Dạ. Trời ơi. Ê, cậu, có điện thoại, lấy đây giùm con đi. Ai gọi vậy? Cô Hồng. À, vậy thôi cậu nghe luôn đi nha. Rồi. Alo, tôi cậu Út, cậu Cúc nè. Ê cha, báo cho thật vui nè. Nhờ cái buổi live stream của tụi mình hồi sáng vui quá, cho nên bên kết nối á vừa liên hệ tôi để ký cho hai cái hợp đồng quảng cáo. Ôi, sao lẹ dữ vậy? Không biết sao lẹ dữ vậy. Tôi khoan, để tôi kêu ông Bảo. Bảo. Dạ. Nghe tin vui bà cô Hồng. Gì vậy?
Ngày mai tụi mình sẽ đi quảng cáo hai sản phẩm. Một cái là livestream bán, một cái là quay clip luôn. Trời ơi, xuất sắc nha cậu ơi. Hay quá vậy ta. Ê, nói nghe, ngày mai hẹn ở bên nhà cô Thảo may đồ đi. Để cổ quá trang cho mình xong rồi cổ chỉ đạo diễn xuất luôn nha. Bye. Ủa, sao gấp vậy trời, sao tắt luôn vậy? Trời ơi. Trời, tối cả không nổi luôn nha. Chị nghe được rồi đúng không? Mai con không đi đâu nha. Ủa, sao kỳ vậy? Nhà phụ má chứ để má quạo. Không mời nhà phụ má đêm mua bắt ông bà la nữa đó. Má mắc tao bà quy cái tội hãm hiếp cho tao nữa. Chúc mừng vậy cậu. Thì ngày mai hai cậu cháu mình chiến. Dạ. Yes. Thôi thôi ngưng đi, ngưng đi. Trời ơi, bà dặm cái nền mặt hay là bà dặm cái nền nhà vậy? Dặm vậy nó mới chắc. Bà dặm cái nền tôi còn chắc hơn cái nền nhà của bà nữa. Nè bà có cái nền nhà mà nè đó. Có cái nhà nào mà dày không? Rồi ông muốn gì nữa? Trời đất ơi, dặm cũng vừa vừa thôi. Bà nhấn muốn lúng cái hộp sọ tôi luôn à. Để tôi làm cho. Cậu ơi, đây 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 đây, cậu tranh thủ đọc kịch bản nha. Đó, chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó cậu. Trời ơi, chữ gai mà xấu dữ vậy. Trời, còn ai nữa, cô Hồng chứ ai. Trời ơi, xấu như cái nết bả luôn. Cậu nói ai xấu. Trời ơi, trời ơi. Dạ cô. Trời ơi, Halloween qua rồi mà bà. Tôi mặc đồ nhân vật đó. Ok à, bây giờ lo học thoại đi, ra quay kìa, trễ tiến độ rồi. Rồi, biết rồi, cho cô Út xong xuôi cái đi ra liền. Trời. Cô ra trước đi. Cậu Út ơi, lên đò thôi. Ôi, cô. Này, lấy đồ cho cậu đi. Dạ 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 dạ. Em ơi, em nhích cái máy ra, em quay cận, em quay cái gì mà vô duyên vậy em? Rồi chuẩn bị nha, chuẩn dạ bị rồi, dạ chỉnh rồi. Lại chỉnh lại cái khung. Dạ rồi. Chuẩn bị nha. Dạ camera rồi. Ron. Ok. Gì á? Diễn. Diễn đi cậu, action à. Action ơi. Ủa. Tôi tưởng đâu ba hắt xì. Ừ, giật mình. Đúng rồi. Action á mà diễn. À, rồi rồi luôn. À ha ha. Hồn ma kia, ta là pháp sư đây. Gì vậy? Trời ơi, diễn vậy là chết rồi cậu. Chứ diễn làm sao? Cậu diễn mà không có cái hồn ở trong câu thoại, mình phải bỏ cái hồn vô. Bỏ làm sao? Coi tôi thị phạm nè. Pháp sư kia, ta là hồn ma đây. Hồn ma kia, ta là pháp sư đây. Trời dữ vậy trời. Phải đạo diễn không mà sao không có nhớ gì hết trơn á. Hồn ma kia, ta là pháp sư đây. Sao giống khùng quá vậy? Không, tôi không có giống khùng, thấy không sợ gì hết trơn á. Khùng cái gì? Cái xóm này ai mà am hiểu nghệ thuật bằng tôi? Phải tin tôi, làm theo tôi, y chang vậy. Bắt đầu làm nha. Cố lên, ráng lên, ráng lên cậu, ráng lên. Camera Ron. Action. Right. Hồn ma kia, ta là pháp sư đây. Xin pháp sư tha mạng. Trời ơi, chim cắt cái gì mà cắt hoài vậy? Cái gì ta đang diễn mà. Trời ơi, diễn hồn ma mà không có hồn làm sao nó ra ma. Mình phải bỏ cái tâm mình vô cái câu thoại. Thị phạm đi, rồi người ta coi ta bắt chước. Coi tôi thị phạm nè. Gì vậy? Nó nghe nè, ngưng đi, dứt ngang đi. Ý là cũng ngại á, nói tế nhị nhưng mà em thấy chị diễn giống như là đóng phim người lớn, kỳ cục quá à. Trời ơi, phải rên như vậy pháp sư người ta mới thương cảm. Nhưng mà nó rên kia bị đồi trụy á. Em biết cái gì về diễn xuất. Em im đi. Câu thoại tiếp theo là gì? Người đem cái gì trên tay mà chói quá. Đó chính là vòng đá phong tỏa hiệu tâm linh, vòng đá phong thủy hiệu tinh lâm. Giới chất cấm hoàn toàn thiêng liêng, chất đá hoàn toàn thiên nhiên. Kết hợp với những chiếc chăm vô cùng đạo đức, những chiếc chăm vô cùng độc đáo. Ôi. Vậy là học thoại dữ chưa? Trời ơi, học dữ lắm rồi đó. Nhưng mà ý là nó khó quá đi. Cái sản phẩm này nó quá trời thông điệp đi, không có thuộc. Thôi thôi, như vậy cứ diễn vậy đi. Rồi bà Hồng mới bán cái tạp hóa mà đền hợp đồng cho người ta. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, mắc gì tôi bán cái tiệm tạp hóa của tôi. Trời ơi, chứ nghĩ sao vậy? Còn bao nhiêu chớp phía trước, mình sắp sánh vai với Hollywood mà bây giờ còn bập bẹ học thoại như vậy. Ghê vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi ký hết mấy cái hợp đồng livestream với quảng cáo rồi. Bây giờ làm được không? Ráng lên, ráng cậu, ráng lên cậu. Vì một tương lai đủ tiền để trả nợ cho Mở Thơ. Rồi rồi, để tôi ráng. Cố lên cậu. Rồi. Cố lên làm lại nha. Camera run. Action. Hồn ma kia, ta là pháp sư đây. Đó, cậu kìa. Cậu với cô Hồng đó.
Trời ơi, quá trời người coi luôn, thả tim quá trời luôn. Pháp sư đem cái gì mà chói mắt quá. Đó chính là vòng đá phong thủy hiệu tên Lâm, với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chạm vô cùng độc đáo. Chốt đơn, người ta chốt đơn quá trời luôn á má. Thằng làm chuyện cũng coi được quá chứ. Ôi dễ thương hả? Đi đâu mà mận mà đào? Bơm lê táo lụ quýt xoài thanh long, ở nhà buồn miệng ở không, thanh long 1 ký ăn không cả nhà. Ôi trời body ơi dễ thương. Dạ chúc đơn. Kìa anh thanh long. Kìa em Tuyết Mai, Tết này em ổn không? Em ổn, anh ổn không? Anh ổn, còn em thì ổn. Nhân dịp gặp lại nhau, em có món quà tặng anh. Ôi, Thanh Long. Ôi, Tuyết Mai. Và kể từ đó có sữa tắm Lifebuoy Thanh Long, Tuyết Mai. Em nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Trời ơi, lần đầu tiên chúng ta làm gì? Lần đầu tiên trái Thanh Long có trong xà bông. Ủa, sao mà ở ngoài này lắc dữ lắm mà trong đó đứng yên vậy? Trời ơi, đứng mạng mẹ nó rồi kìa. Sao bà không đóng tiền mạng đi, bây giờ nó đứng. Ủa giờ cái kiểu này chắc là nhãn hàng bắt mình đền tiền quá. Sao mà đền được, bây giờ bà tắt live stream mà làm lại thêm lần nữa đi. Nó đang kẹt mạng thôi à. Vậy hả? Ừ. Rồi vậy chưa, bắt đầu chưa? Rồi làm lại nha. Ôi Thanh Long. Ôi Tuyết Mai. Và kể từ đó có sữa tắm Lifebuoy Thanh Long Tuyết Mai. Em nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Trời ơi, lần đầu tiên chúng ta làm gì? Lần đầu tiên trái Thanh Long có trong xà bông. Ủa, sao ngoài này sáng lắm mà trong kia tối thui vậy? Chắc hết pin nè. Trời bà này, sao mà lấy cái điện thoại hết pin mà lấy chim vậy? Mình dẹp mẹ cái live stream này luôn. Tôi không dẹp cái gì mà dẹp, đã lấy hợp đồng, lấy tiền ở trơn ở chậu rồi mình phải làm cho đàng hoàng chứ. Ơ nhưng mà tôi thấy có điểm không ổn nha. Ê tôi nghĩ là có vấn đề, tôi thấy cứng cứng á. Cứng cứng chỗ cái bài hát đúng không? Liên quan tới vấn đề tâm linh á. Nó qua chen rồi, nhắc lại chen không có cho. Thôi giờ nè, tôi với bà ráng làm thêm một lần nữa nhưng mà bỏ cái bài hát ra được không? Được. Ráng nha. Ôi Thanh Long. Ôi Tuyết Mai. Và kể từ đó có sữa tắm Lifebuoy Thanh Long Tuyết Mai. Sạch quẩn khỏi vận mai, giao Lifebuoy giao sức khỏe. Được rồi. Ổn rồi. Ôi ổn rồi. Ổn rồi. Trời ơi, sao làm cái gì cũng biết cưng quá vậy trời. Tôi ca ghim tướng kỳ chốt đơn. Trời, mới cưới xong mà tranh thủ chốt đơn vậy hả? Quỳnh Lập chốt đơn. Lập cái bộ đội hả má? Sao không có đây không? Chắc gửi đồ vô trong cổng á mà. Mua luôn. Mua má ha. Mua. Hai chai ha. Ừ. Chút đơn cho body. Sensitive. Semesis. Với lại sensitive là chung một đơn, vậy là ok để gộp chung lại một đơn. Phát là chốt đơn. Phát là ok. Chốt đơn. Xe chạy. Cá ca ổng. Hai con mèo cắn nhau. Cậu cháu nó đang làm cái gì vậy? Không biết đâu, sao tự nhiên cái mặc đồ gì thấy ghê vậy ta? Trời đất ơi, xàm xí vậy mà cũng làm được à? Thiệt là bực mình mà. Đủ 30 đơn rồi, mời cậu Út thực hiện thử thách uống một chén mắm tôm. Rồi trong lúc đó mọi người hãy cùng chốt đơn nữa nào. Đủ thêm 30 đơn nữa, cậu Út sẽ uống luôn nguyên một cái chai mắm tôm này luôn nha. À ha, như lời đã hứa, cứ 20 đơn được chốt là sẽ cưới nước mưa này lên đầu bà cô Hồng. Ê, nó nghe nè, mình thất hứa một lần được không? Bà thất hứa là người ta bơm hàng hết mà chịu không? Thôi, vậy đưa đi. Rồi, đưa nha, mọi người ơi, thả tim đi nè. Trời Bảo. Gì? Sao em cứ không xả cái đầu em hoài vậy? Trời ơi, em đang gội đầu luôn á. Tự nhiên chị Hai kêu ra họp gia đình gấp gì nè, ai biết đâu. Nó nghe nè, mai mốt họp gia đình á, em đừng có đi gội đầu nữa. Làm ơn làm phước. Phải nói là mai mốt lúc em đang gội đầu gia đình đừng có họp nữa giùm cái. Họp vô họp gấp hoài à, cứ cái kiểu này là năm sau là em trọc lóc luôn á. Trật tự. Hai đứa về vị trí cũ. Ủa mà cái gì vậy chị Hai? Tự nhiên cái họp gia đình gấp vậy? Chị muốn quán triệt cái vấn đề lai con chim của em với cô Hồng. Hả? Trời ơi, nói gì má? Nói gì vậy chị? Live stream. Trời ơi, tiếng Anh đọc nó sang mồm gần chết đi. Tự nhiên qua cái miệng chị thành lai con chim. Con gà lai với con chim hả? Nói tóm lại là em phải ngưng liền. Chị không chịu em làm như vậy. Ủa đang làm ngon lành mà chị tự nhiên cứ bắt ngưng. Body ơi, mới đầu á thấy nó cũng dễ thương lắm, nhưng mà càng ngày nó càng phản cảm. Nó phản cảm hơn cái chuyện cô Hồng mất điểm G nữa. Trời, chỉ có mợ với lại chị Hai đã thấy phản cảm, chứ có ai thấy đâu. Con nữa.
Bảo nè. Dạ. Có thấy phản cảm không? Nói cậu nghe. Dạ, 3 phần phản cảm. Nghe không, có 3 phần à. 7 phần như 3. Là bên cậu giữ chưa? Chị hai, thực ra là cô không có phản cảm đến mức đó đâu. À, hay là bây giờ như vậy, Body, em giới thiệu một công việc mới cho Body. À, quản lý vựa lúa nha. Còn không chịu á thì về quản lý tài sản của em. Không, tôi muốn tự lập. Nên là mợ thơ không nhất thiết phải làm vậy đâu. Em kiếm tiền á bất chấp sức khỏe và danh dự hả Út? Trời ơi, Út, em làm ơn. Em kiếm công chuyện gì đàng hoàng em làm giùm chị đi Út. Hay là bây giờ mày về mày quản lý cái vườn bông nhà mình đi. Sao mà cứ đẩy em vô cái vườn bông nó hoài vậy? Ba động ba cắt rồi biết khi nào mới có nhiều tiền. Mà mọi người sao á? Hồi xưa em không có công ăn chuyện làm ổn định thì bị xem thường. Bây giờ em có công ăn chuyện làm rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, thì mọi người bắt em ngưng là ngưng sao? Ủa cái vấn đề em bán hàng online á, em đâu có kề dao vô cổ người ta bắt người ta phải mua đâu. Này người ta tự nguyện mà, người ta thích, người ta muốn thì em làm phục vụ thôi. Nhưng mà Body, bây giờ Body không làm thì người ta cũng không có kề dao vô cổ Body để mà bắt Body làm. Vậy bây giờ làm cái gì mới có nhiều tiền? Làm cái gì cũng không vừa lòng mọi người là sao vậy? Xuất sắc. Trời ơi. Trời ơi. Là sao là sao? Không hiểu gì hết trơn vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái vui vậy? Đủ nội dung rồi. Là sao? Đó. Nãy giờ nè, đặt cái máy quay lén đó đó. Rồi đó, em cố tình đẩy căng thẳng tột độ cho đình mình lên. Rồi xong đó em sẽ cắt ghép lại nè, thêm nhạc này nghe, thêm hiệu ứng kịch tính vô. Sau đó là bắt đầu tung lên trên mạng, câu view với tiêu đề là Rama gia tộc, cậu Út khóc một dòng sông. Lát nữa em ra sau hè em xả tóc ra, em quay cái cảnh em khóc. Trời đất ơi là trời, tao bó tay với mày luôn Út ơi. Nhưng mà Body ơi. Gì vậy? Nãy giờ cái máy nó quay thấy cái lưng em không à? Ủa gì hả? Em không có thấy cái mặt á. À, vậy lát nữa ha, là mợ sẽ được quay cái cận giống vậy được không? Vậy lát em nói lại mấy câu đó ha. Mày để cái máy đó nè, cái chĩa vô ngay cái bản mặt tao không nè. Vậy có gì đâu, chị hai bị ném đá nhiều hơn thôi. Vậy thôi khỏi quay nha. Mà má, mấy cái drama kiểu này em á, cộng đồng mạng thích lắm. Dạ đúng rồi đó chị hai, hôm bữa trên cộng đồng mạng có một cái clip rất là chấn động luôn. Cái bà đó ha, bà bước vô, ở đó bà phải uống cho bằng được món nâu lắc. Xong cái quán cà phê hổng làm được, cãi nhau y xì đùng luôn. Up lên trên mạng, trời ơi, cái clip thu hút được rất là nhiều sự quan tâm. Nhưng cuối cùng cái vấn đề làm sao? Cái clip đó là dàn dựng. Rồi bây giờ mày bắt chước người ta, mày làm cái chuyện tiêu cực này hoài hả Út? Trời ơi, những có view được rồi, thêm chút xíu tiêu cực có sao đâu. Trời ơi, rồi mày làm vậy á, mày có nghĩ tới hậu quả chưa? Được thì ít, mất thì nhiều đó Út. Bây giờ được hay mất á, thì cũng là chuyện của em. Thí dụ có ảnh hưởng sức khỏe á, thì cũng là sức khỏe của em kiểm soát được. Em không có hại ai hết trơn trời á, nên là chị hai yên tâm nha. Ha. Chứ hỏi đây có phải nhà cậu Út không? Đúng rồi. Tôi cậu Út, cậu ông Cút nè, có gì không anh? Tôi muốn bút cậu review quán ăn của tôi. Tiền bạc thì thoải mái. Thấy chưa? Lại có chớp. Vô mánh. Ơi. Rồi, tô thứ ba. Thứ ba nha quý vị ơi. Trời ơi, ngon lành quá trời luôn. Ôi trời ơi. Ê, bị sao vậy? Trời ơi, ngon nhất cái nách luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mà ăn của tô nuôi nhất nách là có thiệt nha quý vị. Trời ơi, mọi người ơi, tới đây nè ăn nè. Vừa ăn nuôi ngon nè, bánh canh hủ tiếu ngon quá trời luôn mà vừa được bóp chủ quán nữa. Ôi bóp vậy? Bóp con chuột nè. Chuột hả? Đây. Sẵn giới thiệu với quý vị khán giả là tôi vừa mới tập tạ được 3 ngày. Mới tập tạ 3 ngày nên con chuột nó sưng lên như con chồn nè, không ghê chứ. Hình như là có ai tên Nguyễn Việt Hoàng comment kìa, khen kìa, đẹp trai kìa. Hoàng ơi Hoàng, nhớ tôi không Hoàng ơi? Ủa quen hả? Hoàng, hồi xưa đi bộ đội chung nè. Ủa trời đất ơi, vậy luôn hả? Xong nhớ không biết hả? Sao biết, tôi biết, tôi không biết. Cuộc đời ông mà ông hỏi tôi. Hồi xưa nó không phải tên Hoàng, hồi xưa là ba mẹ đặt cho nó tên Nô. Trời đất ơi, đặt tên Nô nghe sao giống Gia Nô vậy? Thì bởi vì sau này là ba mẹ đổi nó đặt thêm là cái gì là Mono. Nhưng mà Mono là tên thiệt. Tên nó thiệt đó. Tên thiệt. Sau này đi làm đổi cái danh là Nguyễn Việt Hoàng. Mày đúng không? Ê, tính ra là ví dụ mình làm nghệ danh mà đi hát mình lấy tên Mono nó đẹp hơn chứ. Không, nghe nó sành điệu, nó hiện đại, tất nhiên cái đổi thành Nguyễn Việt Hoàng nó bình thường. Còn cái đó. Sao? Có anh ruột. Có anh ruột luôn. Có anh ruột tên gì? Nguyễn Việt Tùng.
Nguyễn Việt Tùng hả? Sao nghe lạ? Nguyễn Việt Tùng mà sau này có nghệ danh là MTB gì đúng không? Không, MTB là Mai Tài Phến. Ủa, ủa gì hả? Biết không? À biết chứ, biết Mai Tài Phến. Kìa kìa anh Hoàng Sơn gì kêu anh hát kìa. Nhưng mà trước hát phải có nghệ danh mới được chứ, đàng hoàng xem chứ. À nghệ danh hả? Rồi giờ là chú thích gì chú nói coi. Tôi thì mới nay tôi coi một cái series phim là tên là Bình Báo đó, thấy cũng bán lắm, cũng hâm mộ anh đó đó. Bình Báo hả? À. Vậy thôi mình lấy nghệ danh Bình Bác đi. Bình Bác nghe trái cây quá. Không phải đâu, tại nè đây là có chén dĩa bát đây nè, đặt Bình Bác là hợp lý rồi. Hợp lý không? Ừ hợp lý. Dứt luôn nha. Dứt. 2, 3. Nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi. Tiếp hết. Cái gì kỳ vậy cha, sao tự nhiên cái hát tới đó rồi hết rồi. Bầu xô giờ chiều nay bút đi hát luôn kìa ba. Trời, bầu xô, bầu đó làm ta có bầu đó cha ơi. Ủa vậy ra bút xô đi hát liền. Giờ kết thúc livestream rồi có gì muốn chào khán giả không? Ai khoan đã, lâu lâu rồi gặp khán giả phải móc cho khán giả tặng này được chứ. Ê bậy bậy bậy, bây giờ livestream ta cần kết thúc rồi, ông móc mẹ bà tôi gì báo cáo livestream tôi đó. Livestream thì phải tặng tim. Trời ơi, dễ thương. Rồi, cảm ơn quý vị nghe tới đây là hút tim của chủ quán nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Mệt quá, mệt quá. Cậu, hôm nay livestream xuất sắc luôn, uống miếng nước đi cậu. Đó, nói mà nó khùng luôn, nó không biết ăn nói. Ủa, gì luôn. Nhưng mà hồi nãy cậu có đọc comment không? Cậu Út ơi, ụp mặt có xuống cái tô nuôi này đi. Ủa, con nói đi nè, cậu làm theo luôn. Thôi, tự nhiên nói cậu ụp vô rồi sao, con biết cái ngữ của cậu là cậu sẽ ụp. Mà không ảnh hưởng nhan sắc mình, ảnh hưởng hình ảnh, không có livestream mấy cái job khác được, hiểu không? Được, kết thúc đây là chim đây được rồi. Vậy ha, con dọn đồ nha. Nói thì nói chứ Tết không phải lì xì chứ. Nè. Lì xì cái gì nè, tiền lương của tôi với cha. Ủa vậy hả, quên gì mà quên. Rồi cái này 50% còn lại nha. Hồi nãy đó, ở trong cái livestream là tôi thấy cái KPI là nó hơn những gì mà tụi anh quy định đó. À, cái KPI là cái thùng chơi game đúng không? Mấy đứa nhỏ nó chơi. Cái đó là cái CPU. Trời ơi. Cái CPU đúng rồi, là cái dài dài có gõ gì. Ừ, máy tính á. Ừ, đúng rồi. Bây giờ nè, hết nó hơn những gì mà tôi với anh giao kèo thì giờ anh phải bo thêm gì cho tôi đi. Bo cái gì? Nãy bóp con trộn yếu luôn. Trời ơi, con trộn con cha thấy ghê mùi hành không mà làm ơn đi tẩy quế tẩy rửa giùm tôi cái đi. Ừ, thử ghiền luôn rồi biết cảnh. Xong chưa? Dạ xong rồi cậu. Nó nghe nè cậu, nãy con thấy cậu ăn ba tô luôn hả? Ngon đúng không cậu? Gì ghê. Thiệt hả? Ghê hả? Hồi nãy đang livestream mà cứng họng á là trúng bột ngọt. Trời. Trời ơi, ăn tô đầu tiên như đấm vào lòng ngực. Qua tô thứ ba cảm giác như đang bảo hành gia đình. Trời. 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 Bảo hành gia đình. Tại vì bảo hành gia đình. Dạ không có. Sao biết? Sao hai người biết? Ủa? Kể cho nghe. Hồi xưa lúc đầu mới lập nghiệp mở quán á, bán đâu có ngon đâu. Bà đánh nằm lên nằm xuống luôn. Tỉnh vậy là bà tán vô cái là buồn ngủ liền luôn á. Bà đánh riết rồi nấu ngon luôn. Chứ xưa nấu dẹt à. Thương quá. Con đi về. Ủa dạ. Dạ đi về. Ủa? Con. Ê. Dạ. Rảnh không? Dạ chi vậy? Anh nói chuyện. Ôi bảo về bảo. Dạ. Không. Có điện thoại. Alo. Dạ. Đang qua. Dạ có mấy cái chót khác nữa. Dạ xin lỗi. Dạ bữa sau nha. Cô đơn quá. Trời ơi. Khó khăn vô cái quán được các bạn. Đang ăn không dễ mà vô review đông lắm á trời. Cái quán này nó dơ dữ lắm. Nhưng mà tại vì cái quán đẹp. Cái này coi trời đất quỷ thần ơi. Sao mà dục tùm lum tùm la vậy nè. Không để cái đó. Coi đó. Uống chưa hết mà đem bỏ. Phí phạm. Mai mốt mà xuống dưới rồi uống chảo dầu cho coi. Còn. À chị còn uống hả? Dạ. Má đang uống luôn má. Đang uống má đổ cái ác kìa. Ủa là nãy cái ly đó của chị hả? Chứ có ai? Xin lỗi nha, tôi không thấy chị. Trời đất mẹ ơi. Trời ơi là trời. Cái đôi dép dày nè mà đem bỏ. Thôi uổng không? Dép ngon lành vậy mà bỏ. Dép của con mà. Ủa của con hả? Cô nói con nghe nè. Cái đôi dép này nó hết hạn rồi. Con mà mang nữa là nó ghẻ, nó lỡ, nó cùi luôn cái bàn giò con đó. Ê, con xài được mà. Tôi kêu con mang bắt bà giờ nghe. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi thấy đó, nữa ra tòa rồi tôi làm chứng đó. Có đâu. Ủa chị Tư, chị hết đi lượm dây chai đi ăn trộm ăn cướp rồi hả? Tôi mới đi vệ sinh chút xíu mà lấy mất đôi dép của con nhỏ là sao vậy? Có đâu làm gì. Bởi vì bà nội này hé suốt cuộc đời của bà không bao giờ mà bà làm ăn ngóc đầu lên nổi đâu. Có ai lượm dây chai mà ăn mặc hở hang như má không? Tôi làm gì hở, tôi mặc có khoác, tôi kính, tôi gài lại đàng hoàng với bà, hở là bà hở đó. Gì tôi hở? Này thời trang của ta mà hở gì? Mặc cái kiểu gì nó mới thon cái con người của mình. Cô nói mặc vậy để cô chủ quán á. Lao quá con nít con nói không có biết cái gì được nói không? Nói gì cái má công người ta đang quánh giá rồi sao? Trời ơi mọi người đừng nói gì Tư về tội nghiệp hả? Tư, tôi thấy dưới đất quá trời đồ thôi chị không lượm mà chị lấy đồ của mọi người vậy. Ôi, tôi có thấy gì đâu. Cái liêm sỉ của chị kìa. Má này cái miệng má lành dữ lắm mọi người ơi. Thôi
Tôi nói thiệt với mấy chị nha, nãy giờ mấy chị phải cảm ơn tôi á. Tại á, tôi thấy cái quán này nó rác rưới quá trời. Quán xá gì đâu mà rác giống như cái bãi rác vậy à. Nãy giờ tôi phải lượm gì á mới sạch sẽ đó trời. Ê, bỏ ra. Chết tôi rồi. Thua. Mọi thứ đây đều rác co hết. Ủa rác co là cái gì vậy chú? Rác co là cái gì quên ta? Hỏi tôi mà. Trời ơi, mọi người không có cùng cái cảnh giới với tôi rồi. Cái gì mà trong chuyên môn mà trong nghề người ta gọi là gì nè? Nghệ thuật sắp đặt. Hiểu không? Đây là thiết kế hả? Thiết kế, tất cả đều thiết kế hết, sẽ đúp hết đàng hoàng luôn. Không có đơn giản đâu. Trở lại hiện trường lên đi. Trời ơi, ê nói nghe nè. Bởi vì á khi mà mình bước vô quán á mình cảm giác là nó thiệt, cái mình không biết dàn dựng luôn á trời. Đúng rồi. Anh, em ở ngoài em nóng lắm. Mà em bước vô quán một cái thấy nó mát lạnh luôn á. Bé này nó vô nè, vô nguồn rồi nè. Dạ. Cảm nhận được liền phải không? Dạ. Tất cả là hệ thống cảm lạnh hết. Có mới là 5 trần luôn. Hả? Gì em trần? Cái gì? Không ạ. Âm nền. Âm nền là gì? Em cái bé áo vàng đang ngồi trên hai cái máy đó. Nói cái gì vậy? Yên tâm đi, tôi bóc hết trơn rồi. Với lại xin phép đầy đủ hết trơn rồi. Xin phép cái gì đó, cái gì vậy? Phép bà chính quyền địa phương mới mở được quán này. Ăn đi nhiều chuyện quá. Đồ ăn đâu? Nào nói với cô chú nghe nha. Tí nữa đồ ăn ra nha. Là câu chú vậy. Hả mồm ra ăn hết bát cơm này cho cô Trinh nào. Ngoan, cô Trinh yêu, cô Trinh thương. Hư, cô Trinh nuốt chừng nha. Em. Cô Trinh gì vậy? Cô Trinh mà hồi trước cô hù con nít xong rồi cô bị đưa lên VTV á. Đáng đời lắm. Không có, mà bây giờ cô thay đổi bản thân lắm rồi. Cô chỉnh sửa bản thân cô biết rồi. Thôi đi. Cô bị phạt hay là cô thay đổi? Không có bị phạt nha. Xác nhận tin là không có hề bị phạt nha. Bây giờ cô Trinh á, được các bạn nhỏ mến mộ lắm á. Được lòng lắm hả? Ờ, được lòng lắm luôn á. Cô Trinh chắc chưa? Chắc nha. Vậy chứ tôi cũng chưa tin cô Trinh á. Đồ ăn đâu? Thôi ồn quá, con nít con nôi, cái miệng bà hải à. Cô ơi cô, cô không có được là ăn nít vậy nha. Ôi chú mẹ ơi, con nít gì mà cái giọng như là ông cố nội tôi vậy? Trời ơi, giọng như ông cố nội chứ thiệt ra tụi con còn nhỏ bé lắm. Nhỏ vậy? Ba đứa như ba con trâu nước vậy, vô ngồi hơi muốn hết nửa cái quán người ta luôn mà nhỏ. Ê bà đừng có nói chuyện kiểu đó, nhiều người nhột lắm nha. Mắc gì? Tôi nói ba đứa này có nói bà đâu. Miễn bà có thì thôi chứ mắc gì nhột. Hai miễn tôi có thôi chứ mắc gì nhột ta. Con cảnh báo các cô chú nha. Mặt của các cô chú là có cung tù tội nha. Các cô chú nói với con nít như vậy á là vi phạm vào cái luật gọi là tra tấn tinh thần của con nít, báo công an bắt cô chú á. Đúng rồi, con cũng là con nít á nên con theo ba bạn này luôn. Hoan hô. Bạn dễ thương quá à. Trời con, sao con đánh bạn vậy con? Nó đánh nhiều nè cô ơi. Nó mà đánh thiệt một cái là con cô biến thành cái máy lạnh năm nền ở đây luôn á. Trời con có sao không con? Không sao, gãy xương thôi, con là vua lì đầu mà. Ôi trời ơi, con nít mà đánh gãy xương luôn. Thương quá trời, thèm tôi hủ tiếu xương đòn quá. Cho tôi hủ tiếu xương đòn đi anh ơi, lâu quá. Rồi, có luôn. Ôi lâu quá. Mời luôn nha. Ok con. Ngon quá. Rồi sẵn đây tặng mọi người tiết mục quay mâm luôn nha. Xin lỗi, bỏ nghề lâu quá. Chúc tôi tặng cho hai tô mới. Thôi cũng được vậy đi. Có tặng là được rồi. Gì má? Cho em xin phép nha. Tại cái tô mì của em á, nó hơi nóng á. Nên em xin phép em cởi cái áo khoác ra. Em ăn cho nó dễ nha. Thôi đi má ơi. Nó tô mì lạnh tanh lạnh ngắt chứ có nóng đâu mà nói nóng trời. Sao lạnh vậy? Anh ơi, cái tô mì của em lạnh quá. Anh có thể nào cho em một ít hơi ấm được không? Thật ra mì lạnh là do anh áp dụng cái công nghệ mà bên Hàn Quốc á, làm mì lạnh á. Là món này là món bestseller á. Nên mấy anh em ăn thử đi, có gì review nha. Hèn gì nó lạnh thiệt luôn á. Mà lạnh không bằng lòng người. Chị Tư đang lạnh lắm đúng không? Bếp lửa thì lao đầu vô đi. Trời ơi, lạc nhát. Này nước lèo hay nước lã vậy? Trời lạc quá trời lạc luôn. Chị không có tư duy ăn uống gì hết trơn á. Bây giờ tôi hỏi bà chị nha. Nước lào bằng nước gì? Nước lào phải làm bằng nước lũ không? Rồi bình thường. Cái nồi này là nước gì?
Nước lèo là mà nước lã đúng không? Dạ. Thì đúng rồi. Đúng rồi là gì? Đúng rồi, ăn đi. Còn ai thắc mắc không? Ôi mệt quá ăn. Thôi thôi ăn đi. Ăn ăn như mở hát cả chương đi mệt. Nó hỏi không hiểu gì nói gì. Ê bà, cái này tờ giấy thấm dầu hả? Thấm dầu gì? Cái này mà thấm lên mặt bà là dầu không á. Miếng thịt má ơi. Nó mỏng muốn khứa đất cái cuốn họng luôn á. Ê mỏng thiệt nha. Ui, thịt mỏng quá, thịt mỏng quá vậy. Để mà sắc được một miếng thịt mỏng như thế này là tôi phải có kỹ năng sắc thịt nào. Phải cúp cầu dao. Cúp cầu dao. Không cho miếng gió nào hết, gió phải ngưng hết thì mình mới thái cái miếng thịt nó mỏng như vậy. À, là bây giờ ví dụ mà có gió vô là miếng thịt nó bị lệch. Không, nó bay luôn, mỏng quá nó bay luôn. Đó, đó là nguyên lý sắc thịt heo mỏng. Như vậy á. Thôi ăn đi coi như ăn đi, ăn khai khai chương, khai chương mệt quá hỏi nữa. Mẹ, cái tô của con có thịt gùi đó. Thì đúng rồi con, hủ tiếu là phải có thịt gùi. Ủa gì? Khoan khoan khoan, nhả vớt 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 ra vớt ra. Ơi, tô hủ tiếu của con tôi có gùi kìa. Ăn được thì ăn, ăn không được thì vớt ra. Nhưng mà không, ý là có con gùi sao ăn? Thì tôi nói rồi, ăn được thì ăn, ăn không được thì vớt ra. Không, nhưng mà ý là ăn vô rồi đau bụng rồi sao? Tôi đâu có kêu ăn con gùi đâu, tôi kêu vớt ra mà. Không, ý là vớt ra rồi nhưng mà sao ăn được tô hủ tiếu nữa? Vớt ra hả? Vớt ra chưa? Vớt lại. Đâu? Ủa, con gùi đâu? Ăn rồi. Trời ơi, 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 dạ dạ dạ, thì con với lại cổ cũng đang trên đường qua luôn nè. Dạ bây giờ con qua liền rồi, rồi tới liền thôi, đừng có hối nữa. Cậu cậu nhanh nhanh đi, nhanh, không thì không kịp. Chạy mới nhanh. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh nhanh cậu ơi, nhanh 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 nhanh. Cậu ơi. Lẹ anh ơi. Đi 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 đi. Vô. Mọi người ơi, cái gì mà hỗn loạn vậy? Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Không có gì phải nói, không có gì phải chửi nhau hết trơn nghe. Rồi nè, có cô Út đây rồi ha. Bây giờ ba mà một lời đi. Cậu lai chim một đằng, bây giờ tôi tới ăn là một nẻo là sao? Ăn dở muốn chết luôn à. Bán gì mà lạnh tanh lạnh ngắt nhạt nhẽo. Nhạc còn hơn làm bà nội đi diễn hài nữa nè. Thà quăng miếng nhạc còn hơn làm đồ ăn nhạt lừa gạt người ta. Trời ơi, bà nội này nói con này mắc cười nghe, hài nghe. Không diễn hài mà còn có hồn nữa. Thôi 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 đi. Tôi thấy đồ ăn ở đây không có đảm bảo được VSITTB. Là cái gì nữa? Là vệ sinh an toàn thực phẩm đó. Con tôi nè ăn nguyên một con ruồi luôn. Hai con mà. Gì? Con còn lại đâu? Ăn luôn. Đó, nhà ăn thôi. Cái này tôi làm chứng nha. Con gái của chị là tự chủ động ăn nha, tôi không có ép nha. Đúng không con? Con ăn ruồi ngon không? Một con đực, một con cái béo hơn con đực luôn. Đó, chưa vậy. Con thấy đồ ăn của quán này hết sức là nguy hiểm đối với sự phát triển của trẻ thơ. Mày mày nói chuyện cái kiểu đó mới nguy hiểm cho mọi người xung quanh đó. Không phải, nhưng mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ chuyện nhỏ. Rồi nhả cái lưỡi ra luôn. Gì vậy? Đồ ăn không có ngon, không ăn uống được gì hết trơn á. Ừ, không có ngon lắm. Ba đứa ăn 6 tô luôn kìa, có bụng đút 2 tô chậm kìa, trả ra đây. Thôi, anh đang là người sai đó. Ai nói dành cũng trả lời hết trơn, làm ơn tém tém lại giùm tôi cái đi. Mọi người cũng vậy nữa, mọi người bớt một chút đi nha. Như cái gì cũng phải có sự thuận mua vừa bán hết trơn á. Ở đây không ai thuận, ai mua, ai vừa ai bán hết trơn, nói chung trả tiền đây. Ơi, trời ơi chị ơi, nãy giờ mình ăn mình chưa trả tiền mà đòi cái gì? Nhưng mà con phải cho tiền đây. Ê ê, bà đừng có làm tiền nha bà. Làm tiền cái gì? Tôi nói cho cậu biết, cái thời gian mà tôi bỏ công bỏ sức ở đây ăn, ở nhà tôi bán được bao nhiêu con gà rồi, không biết đâu. Trả tiền đây, trả tiền đây. Trời ơi, thôi đi, bây giờ là mọi người tới đây vì uy tín của tôi đúng không? Cái đúng không? Đó? Thì thôi giờ nè, để tôi dàn xếp. Mọi người cứ về nhà lo công chuyện nhà đi, tôi sẽ nói chuyện lại với ông chủ quán rồi tôi đền bù sau được không? Thôi giải quyết luôn đi chứ về là về sao được. Bây giờ để con nít nó ăn nó bị gì còn sao rồi, ai chịu trách nhiệm trời. Trời ơi, khoan đi. Ê khoan, từ từ. Hình như có một cái tiếng gì đó quen thuộc lắm. Cái tiếng này nó sinh động dữ lắm. Ơi. Có, con có nghe nha cậu. Thường thường mấy cái âm thanh này nó chỉ xuất hiện khi có một người trong một phòng thôi. Bây giờ cũng là trong một phòng mà có quá nhiều con người. Bây giờ à, hay vậy cậu ơi. Thúi âm mày ơi. Mẹ. Vậy cái quần của con nó ấm ấm á. Đâu? Trời đất ơi, con tôi bị tiêu chảy hay là bị ngộ độc thực phẩm? Ê, không phải đâu mọi người ơi. Là quan nghiệt mà. Thank you.
Mày làm gì vậy Úng? Bộ mày nghĩ mày nhắm mắt người ta không thấy mày hả? Mở mắt ra coi. Mặt mày lắm la lắm lét, chuyện gì mờ ám đây nè? Rồi mờ ám gì đâu. Mày đừng cứ nói với tao mà tính làm chuyện động trời nha Út. Trời ơi, tao đứng ở đây cũng không được nữa, còn nghe tao làm cái chuyện động trời, sao kỳ vậy? Dấu gì sau lưng vậy? Dấu gì đâu? Đưa đây coi. Không có dấu cái gì hết trơn mà đưa đây coi coi. Thiệt á. Em bị lâu chưa vậy? Bị gì là bị gì chị? Thì bị đau bao tử chứ bị cái gì? Chẳng lẽ mày nghĩ tao hỏi mày bị khùng lâu chưa? Khùng đó tao biết lâu rồi. Thiệt á, em mà bị khùng á thì có chị chữa. Mà em bị đau bao tử là chị phải bó tay đó. Thì tại vì mày bị stress, rồi tối ngày cắm đầu cắm cổ vô kiếm tiền. Ăn uống thì trái giờ trái giấc. Giờ người ta đi ngủ á thì mày ăn. Lúc người ta ăn á thì mày đi tắm. Giờ người ta đi tắm thì mày đi ngủ. Ủa trời đất ơi, vậy diễn tả em giống như một cái loài gì chứ không phải loài người bình thường luôn á. Giờ em có công ăn chuyện làm em phải lao đầu cho em kiếm tiền chứ. Em làm từ sáng làm quên quần tới tối khuya. Đáng vậy đó rồi còn gặp chuyện này chuyện kia mới sáng này là ăn nguyên cái mâm lên trên đầu đây nè. Cũng vừa lắm. Đi làm về thì ta nghỉ ngơi đi. Bà đang đi đánh lộn với người ta. Bởi vậy không đau bao tử sao được. Cũng đáng lắm mà. Có đứa em mà không có thương chứ chứ mà còn chù dập nó hoài. Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho uống du ma gheo. Du man gheo. Trời ơi tiếng Anh tao đọc sang gần chết à. Tôi không biết tiếng Tây tiếng U gì trơn. Tôi nói vậy đó. Đây nè, mai mốt không biết tiếng Tây tiếng U mà ra tiệm thuốc Tây nghe. Muốn mua cái thuốc này thì nói tiếng Việt luôn. Là gói thuốc dạ dày chữ Y nha. Vậy tôi muốn nói gì tôi nói. Rồi đó, giờ biết em bị đau bao tử rồi đó. Thì sống đầy bụng ứ mang theo à. Cái gì? Ứ gì? Người ta đã né cái chữ đó ra rồi. Nói cái chữ đó ra nó bị bớt tương tác. Tao với mày mới ít tương tác á. Rồi sao rồi? Êm chưa? Êm rồi. Nhớ uống thuốc cho đều đặn đó biết chưa? Rồi biết rồi. Rồi chị đó, chị đi nghỉ đi. Tối mà cứ lượn lờ hoài à. Mày nói tao ma hả? Thôi bà đừng có, đi nghỉ đi. Thôi, giờ trừ cái tiền mà đi khám bệnh nè, tiền thuốc men nè, và tiền bị phạt vì livestream quảng cáo sai sự thật nữa. Thì đó, trừ hết trơn ra luôn á, tính ra cái chớp này là lỗ sặc máu. Nhưng mà nặng nhất á, là bị lỗ đầu nè. Chờ ngẫm lại mới thấy nha. Không phải là cứ bằng mọi giá là mình cứ kiếm tiền. Nhiều khi mình kiếm được nhiều tiền á, mà mình để mất uy tín danh dự, thì nó lại phí công ông bà cha mẹ dưỡng dục mình. Trời ơi cậu, hôm nay là lần đầu tiên mà con thấy cậu nghiêm túc với lại là triết lý thâm sâu tới như vậy luôn á. Lâu lâu không phải cho cậu nhân văn chút xíu chứ. Lẽ tối ngày nó khùng nó điên hoài sao? Trước đây là cậu cứ nghĩ là làm mấy chuyện trên mạng thì nó chỉ vòng vòng trên mạng thôi, nó cũng không hại ai hết trơn. Ai dè đâu, nó ảnh hưởng mình với lại mọi người xung quanh quá trời luôn. Nên giờ phải ngồi đây chiêm nghiệm lại cho bản thân mình chứ, phải nghiêm túc chứ. Cậu, nếu như mà cậu đang nghiêm túc vậy á, cậu cho con hỏi cậu một câu thật sự nghiêm túc nha. Ủa, tự nhiên cái muốn hỏi một câu nghiêm túc nghe sợ ngang vậy trời. Không có đáng sợ đâu. Thôi chị đừng có làm gì nữa, chị làm vậy cậu sợ á. Cậu, vậy thôi giờ con hỏi trước được không? Em hỏi trước nha. Hỏi đi. Rồi. Cho 4 loại dung dịch mất nhãn, hãy tìm các dung dịch sau đây. Nè, 4 cái loại mất nhãn vô nhãn cầu mà khỏi hỏi nha. Đang nghiêm túc mà. Không phải, tại vì em thấy là chị căng thẳng quá à. Là cậu bị khớp hiểu không? Bây giờ em tạo tình huống cho cậu đỡ khớp hơn. Để chị hỏi. Rồi, xin lỗi. Cũng hỏi đi. Con hỏi thiệt nha. Cậu có thương mợ thơ không? Cũng có định trả lời không cậu ơi? Có chứ. Sao thấy im lâu quá vậy? Không thấy nói không? Trời ơi, phải chiêm nghiệm nhớ lại hiểu không? Con tưởng là cậu không nghe được cái câu hỏi luôn á. Tưởng, phải cho người ta chiêm nghiệm, ta suy nghĩ rồi mới trả lời được chứ. Rồi, sai. Để con hỏi lại. Cho cậu vô tâm lý nè. Hỏi lại đi. Cậu. Ừ. Cậu có thương mợ thơ thiệt không?
bị quá lâu rồi cậu ơi. Mày sống chậm mày chết đó Bảo. Phải. Không có lâu thiệt cậu, rất lâu luôn á. Lâu lắm hả? Lâu. Cậu ơi, đáng ra cái giờ này là tụi con đi ngủ rồi đó, mà không biết sao tụi con cứ phải tốn thời gian cho cái đoạn này, nó lâu quá. Thôi mấy đứa thông cảm đi, tại vì cái chuyện này nó quá lâu đi, cậu phải dành nhiều thời gian để mà hồi tưởng nó lại, hiểu không? Cậu bây giờ nói được chưa? Để cố gắng nhớ cho nó ngắn gọn xúc tích, tại chuyện nó cũng dài, hiểu không? Sao? Cậu và mợ thơ đã biết nhau từ rất nhỏ. Thôi ngưng đi. Cái gì nữa? Cắt ngang đi. Cắt ngang cái hồi tưởng đi. Cái này là cậu nói là hình ảnh của cậu với mợ thơ hồi nhỏ đó hả? Đúng rồi, thời nhỏ xíu mà con nít luôn á. Sao cái hình ảnh này nó làm cho con bị suy nghĩ rất là nhiều á? Suy nghĩ gì? Thấy nó vô lý mà nó phản cảm kinh khủng luôn á. Cậu biết sao không? Tại con thấy y chang à, chỉ khác nhau cái bộ đồ thôi á. Bây giờ muốn gì? Thì nói chung là mình đầu tư về cái phần trang phục là con thấy ok rồi, nhưng mà còn cái phần tóc tai á, mình chịu khó tí xíu đi cậu. Con nói thiệt luôn, cái hình ảnh hồi tưởng hồi nãy con cảm giác như hai ông bà già mà có dông nhi đi theo vậy đó. Trời đất ơi. Thấy ghê lắm. Đúng rồi đó cậu, bây giờ mình lỡ đầu tư cái bộ đồ rồi, mình đầu tư luôn cái bộ tóc đi. Vậy cái tụi bay khó dễ sợ luôn vậy đó. Khó hơn của Quyền nhà này nữa. Rồi để hồi tưởng lại nha. Dạ. Cậu và mợ thơ biết nhau từ rất là nhỏ. Cậu nhớ lúc đó, ngày nào hai đứa cũng tung tăng ra đồng, ra ruộng chơi với nhau. Nhà mình thì nghèo nên đâu có đồ chơi. Thấy vậy nên mợ thơ luôn mang đồ chơi qua để tặng cho cậu. Tôi hả? Nhớ giữ kỹ nha. Cảm ơn nha. Tới khi đi học, cậu đâu dám ăn sáng để tiết kiệm tiền. Nhưng lúc nào cậu cũng được no bụng là nhờ mợ thơ giúp đỡ. Do cuộc sống khó khăn, cậu đành phải bỏ học để đi làm kiếm tiền. Nhưng rồi cậu lại được học thêm, cũng nhờ sự giúp đỡ từ mợ thơ. Cậu, nếu mà như vậy á, thì con chắc chắn với cậu một điều á, là mợ thơ rất rất thương cậu luôn. Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thương mợ thơ không? Ừ. Cậu cũng không biết là cậu có thương mợ hay không. Sao vậy cậu? Nhưng mà cậu biết chắc chắn một điều này nha, là cậu không xứng với mợ. Cậu thấy có rất nhiều người đẹp trai, tài giỏi, nhà thì có của cải, xứng với mợ lắm. Còn cậu thì không là ai, cũng không có gì, nhà cửa thì cũng chẳng có của cải gì hết. Cậu sợ làm hư cả cuộc đời của mợ thơ mấy đứa. Không có đâu cậu. Cậu đừng có nghĩ vậy. Mợ thơ là thương cậu thiệt, chứ không phải là vì cái này cái kia đâu. Con nói thiệt nha, nếu như mà mợ thơ thương cậu vì vật chất á, thì mợ thơ không có thương cậu từ nhỏ cho tới bây giờ đâu. Nói chung là giờ cậu cũng rối quá, cậu cũng biết phải làm sao nữa. Thôi giờ cậu cũng thú thiệt cho hai đứa biết chuyện này. Cậu lấy cái cớ mà đi làm kiếm tiền á, để trả nợ cho mợ thơ, thì cái cốt là thời gian cho cậu suy nghĩ nhiều hơn. Khi mà cậu để dành đủ tiền để trả nợ cho mợ thơ xong á, thì chắc cậu thôi. Cậu, ý cậu là cậu định từ bỏ mợ hả? Cậu có biết là cậu làm vậy á, mợ thơ sẽ rất là buồn, rất là đau lòng, và hơn hết là sẽ giận luôn cậu á. Thà để mợ thơ buồn và giận cậu, còn hơn cưới cậu về rồi khổ cả đời.
nên cậu phải luôn cố tình tránh né mợ là như vậy. Sao mợ đứng đây? Mỡ ghê hết rồi hả? Nấu miếng súp cua đem qua cho body, vô tình sao á đứng nghe lén được hết trơn rồi. Mỡ cũng biết tánh thằng Út mà. Tuy nó nói vậy đó, nhưng mà nó không có dám làm đâu, vì nó rất sợ làm cho người khác buồn. Nhưng mà có khi nào cậu Út không chịu cưới em luôn không chị hai? Mỡ à, chị không có dám nói gỡ, nhưng mà nếu không phải là thằng Út thì còn nhiều người khác tốt hơn mà mợ. Thấy gì không? Hai tay lắc lắc. Không phải. Vàng, vàng là giàu á. Giàu là không có cần thằng nào lo chứ. Chỉ cần ở bên cạnh một người mà mình cảm thấy trong lòng mình hoan hỷ và tâm an là đủ rồi. Mà nói sao giống ở trong chùa quá vậy? Thì đó, không biết sao mà mỗi lần ở cạnh cô Út á, em thấy cuộc sống mình vui vẻ dữ lắm. Thì thằng Út vốn tánh vui vẻ, lại thích làm trò, nhưng mà nó tự ti lắm mợ. Nó cứ dây dưa cái chuyện cưới hỏi này hoài á, sợ thiệt thòi cho mợ lắm đó. Chị hai à, thiệt thòi hay không thiệt thòi á, nó nằm ở cái phạm trù nhận thức. Đôi khi mình cưới sớm, mình nghĩ nó sớm thì nó không có thiệt thòi. Mà bây giờ mình thấy nó thiệt thòi á, thì mình cưới sớm, mình nghĩ nó thiệt thòi. Thì cưới sớm nó thiệt thòi, không cưới muộn nó thiệt thòi. Cưới sớm mình nghĩ nó không thiệt thòi, thì cưới muộn nó sẽ thiệt thòi. Nè, mở nói cái gì rối quá, chị không hiểu gì trơn á. Ừ, em nói em cũng không hiểu mà. Khoan từ 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 đi. Để em sắp lại cái câu cú, cái câu văn của em đã. Cưới sớm hay muộn nó không thiệt thòi. Thiệt thòi là mình cưới sai người. Hay quá mợ. Em không nghĩ em nói hay được vậy luôn á. Ừ. Rồi giờ mợ tính thì sao? Em cũng không biết tính sao nữa. Đó, chị thấy không? Ngày nào cô cũng vậy hết á. Lầm lì lì lủi thủi. Ra nói chuyện với cậu đi. Cô Út. Cái gì? Cái gì? Ai biết đâu. À, thôi chị nói luôn đi. Cậu. Gì? Cô. Ủa? Bà Tư hàng xóm mà sao bữa nay bắt đầu cứu đầu con má gì mà cứu dữ vậy? Là sao? Không hiểu luôn á. Từ từ đi, gác chuyện gia đình mình qua bên để cô Út coi có chuyện gì nè. Cô Út ơi. Cái gì vậy? Hay tin gì chưa cô Út? Tin gì? Ê. Dạ. Cái gì vậy? Dạ cô Út ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Trời ơi, cái gì vậy? Yên được rồi đây. Đi ra coi. Hùng hả? Ê. Ê. Ủa là sao cậu? Mấy cái đứa này nó làm sao đâu quá trời ơi. Cậu Út ơi. Cậu ơi! Ê, tụi bay hỏi biết chuyện gì chưa mà câm họng không nói đó là cái bình bông lên đầu nghe. Biết kêu nhê. Bớ coi phim trưởng đây đi. Có hùng điên không à? Làm sao không hiểu gì hết á. Trời ơi chị ơi. Ê, 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 ê. Chị cẩn thận chị, chị. Đừng có đỡ, Má đang làm tiểu phẩm đó. Đúng rồi đó, cái này là đang qua livestream bán hàng rồi nọ đúng không? Có máy quay không? Tâm lý thiệt, việc kêu về nước, tâm lý thiệt. Là sao cái gì vậy trời? Ơi, chị kêu về nước nè con. Để ăn cơm con. Ủa ai trả tiền cho chị nói câu đó đúng không? Mà cái quan trọng cái thông tin bà đưa là bà đang đi kiếm con bà hay là Diệt Kiều về. Không hiểu luôn. Không có nhấn nhá gì hết trơn trời à.
Nãy giờ là mọi người có một cái thông tin là sẽ có Việt Kiều về nữa là mọi người rất là vui, rất là háo hức á. À là muốn đi coi Việt Kiều. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người muốn trốn khỏi Việt Kiều. Không kịp rồi, họ đuổi tới nơi rồi. Không chị. Trời ơi, từ từ cẩn thận chị ơi. Sao mà má sợ dữ vậy trời? Việt Kiều thôi mà. Việt Kiều là ai mà sao mọi người sợ dữ vậy? Ai biết đâu, cái xóm này nó nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà Việt Kiều nhóc. Cô Tư. Dạ, đứng lên chị Tư về chạy. Kéo Việt Kiều đuổi kịp bây giờ. Không có kịp đâu. Chạy trước đi, chạy đi. Không, mình là hàng xóm với nhau, chạy sao mà được đi. Không, tôi sẽ làm chậm chân mọi người đó. Chạy đi. Tôi ở đây. Đây, mấy chị ơi. Sao mà tự nhiên đâu mà làm gì mà cường điệu quá vậy? Chạy đi. Ai mà sợ dữ vậy trời? Hả? Anh chị sao? Anh chị sao? Trời ơi, cậu sao? Mời sao mấy đứa về? Trời ơi, phụ đi. Trời ơi, mừng quá trời mừng đi. Mà sao lúc về không báo cho nhà biết trước để tụi em biết rồi tiếp đón nữa. Thì phải như vậy thì tất cả mọi người mới subscribe được chứ. Dạ, dạ tụi con chào cậu sao? Ủa? Cút. Ôi sao tự nhiên mới gặp mà tự nhiên mở sáo kêu tụi con cút? Do anh em cút. Tên à, là tên của chị Cút là ở bên Mỹ gọi là cút. Cút luôn. À chứ không phải đuổi tụi con. Ôi la la. Dạ. Bẩu. Bẩu là gì nữa vậy? Bẩu. Do anh em. À tên của con luôn. Bẩu. À vậy là tướng con bên Mỹ là Bẩu. Mấy đứa thông cảm, bởi vì mở xích tụi con đi nước ngoài lâu quá cho nên cái tiếng Việt của mở sáu làm quên. À có nghĩa là không có nhớ tiếng Việt nữa. Đúng rồi. À trời hay quá. Bởi vì mình đi nước ngoài lâu quá cho nên là gần như là mình đã mất gốc. Mình hầu như là mình đã quên hoàn toàn tiếng Việt. Cho nên bây giờ hơi lỏng cộng một chút về ngôn ngữ. Dạ không sao. Oh my god. For. Từ bán về chai. Từ về chai. Đừng. Cái gì sợ dữ vậy? Why? Tại sao em lại ngồi dưới đất giữa trời trưa nắng như thế này? Tội nghiệp con bé. Bởi vì skin test khó khăn cho nên là bây giờ con bé nó đã homeless. Nó là ăn mày rồi. So poor. Oh my god, so poor. Cho tiền. Khỏi. Nhanh tiền của anh chị này. Trời ơi, quá nhiều tiền. Nhận đi chị, nhận đi. Đây. Đừng có thả thốt như thế. Cái tờ tiền này đúng với giá trị con người của em. Em cứ mạnh dạn lấy nó đi. Đúng rồi, anh chị chẳng có cái gì ngoài điều kiện. Cho nên là cho tiền là niềm vui. Em hãy nhận đi cho anh chị cảm thấy được happy. Why nó bỏ chạy? Con bé quá hạnh phúc. Ok, ô là la. Tại sao ba người lại dương mắt chó là nhìn anh chị? À, tại em đang thắc mắc á, không biết là hai anh chị sống bên nước bên kia không biết có xì cái lỗ nào không mà nói chuyện sao xì quá vậy? Anh là xì còn chị là đất. Vợ chồng anh chị là vợ chồng xì đất. Đó là phong cách của Việt Kiều. Thôi bây giờ mình đừng có tụi năm tụi ba nữa, bây giờ kêu tất cả mọi người trụ lại để mà nhận quà nước ngoài. Anh hết. Vô phụ đi mấy đứa. Đây, chị quay đây. Úc. Nhìn cái cảnh này sao thấy quen quá vậy Út? Thì giống như cảnh chia tiền năm ngoái vậy đó chị hai. Không phải chia mà là cho. Đúng rồi, cho quà, cho tình thương cho những người thân yêu. Quà từ Mỹ về. Vậy là năm nay khác năm rồi là không có cậu Mở Tư. Ai nói? Trời ơi, happy new year cả nhà mình ha. Trời ơi, mày chúc mừng năm mới mà anh. Để tôi. Thôi. Con sống mà. Nghe răng chi vậy?
là sống nhăn răng đó chị. Vui rồi mày vui. Năm trước trúng số hụt nè, tôi tưởng nó là bỏ xứ đi luôn, ai còn ngờ đâu mà sống trơ trơ ở đây vậy. À, trời đất ơi. Chị Kim Kiều mình ơi. Tức là nãy giờ mình ngồi đây thì thấy anh chị vào nó ồn quá, cho nên nhiều khi muốn chèn cái màu vào nó không có được với hai cái màu đó. Màu là gì? Là cái miệng á, cái mỏ đó, thấy không? Ờ, trời nó nói xì nghe mát lòng mát dạ. Giọng như vậy giọng thổ á. Cái giọng nó khàn vậy chứ không có ồn. Ồn lần này ồn nè. Nãy giờ em chưa nói gì luôn á. Mày chưa nói nè, mày nói là ồn cỡ nào luôn. Ngộ ghê luôn à. Em nhớ là em thông báo vòng vòng sớm này thôi chứ đâu có thông báo hai anh chị đâu mà cũng biết tới đây vậy. Mày khùng quá. Anh em liền khúc ruột mắc gì phải thông báo. Rồi hai đứa em về một cái làm như là hồi đêm qua là anh chị tiêu chảy đó. Ủa? Sao vậy? Tụi mình là cùng khúc ruột đẻ ra mà. Đêm qua vừa đáp máy bay lúc 11 giờ đúng không? 11 giờ 15 chị tiêu chảy. Hay chấn động. Hôm qua tôi cũng đâu có ngủ được đâu. Sao vậy Minh? Nằm xuống cái mắt nó lim lim nè. Tự nhiên có người vỗ vai tôi bà. Ừ, ai vỗ vậy? Trời ơi, ông bà Kiều về. Ông Kiều nói gì? Nè, Kiều, ê mai về Kiều về. Trời ơi. Linh dễ sợ luôn hả? Kêu lấy quà về. Cúng đồ Mỹ nó mới lên. Cúng ông bà đó. Đó. Anh chị, ông bà mình xính ngoại nào vậy? Ô mày điên quá, ông bà xính ngoại tao mới gọi là ông bà ngoại. Đúng rồi. Đừng có đem ông bà tổ tiên vô chỗ này được không? Còn cậu mở nữa. Dạ sao? Vô ồn ào vậy à. Nói tí lia cái miệng vậy à. Rồi không ngồi chân hả? Dạ đâu có, trời đấy em ngồi trên lòng chị cho nó ấm áp tình chị em. Chị hai như mẹ. Ấm dữ chưa? Ấm chứ, nóng nữa. Cho tôi nóng rồi nè, làm ơn buông ra đi coi. Nè, ngồi đây đi chị ơi. Ôi khổ ghê à. Ôi, thôi được rồi. Thì bây giờ đằng nào thì anh chị Tư cũng đã lỡ tới đây rồi. Lỡ là sao trời ơi. Coi như là ý là không may tới đây rồi đó, hiểu không? Không may làm gì trời ơi. May mắn gặp anh chị chứ không may làm như chết chóc vậy đó. Vợ chồng chúng em ở đây bị gặp anh chị bữa nay nha. À, coi như là bị gặp đi thì chúng em cũng sẽ xé lòng ra mà tặng quà cho anh chị. Có tặng quà là được á. À, rồi sẵn có bà con rất là vì nhiêu đó. Tặng quà cho bà con hàng xóm trước. Tặng quà cho hàng xóm nha, chuẩn bị nhận quà nha. À, mọi người cũng đã từng biết sô-cô-la đúng không? Ở Mỹ về là phải sô-cô-la. Sô-cô-la sữa, sô-cô-la đen. Đã bao giờ mọi người ăn sô-cô-la vàng chưa? Vậy là sô-cô-la làm từ vàng luôn hả? Cái này là nha, kiểu như vàng người ta không có đeo mà nó đem nó gói cái sô-cô-la luôn. Nhắm mắt lại đi nè, nhắm mắt lại đi nè. Rồi, mở mắt ra nè. 2, 3, trời ơi. Ủa khoan, cậu Út, cái sô-cô-la này là bên gặp tập quán của cô Hồng mà. Ý kiến luôn nè. Tôi thấy cô Hồng bán đồ đóng luôn á. Đóng gì? Ok, rồi, bây giờ hai vợ chồng một viên thôi được rồi nha. Còn đứa nào mà không đủ thì chịu khó bẻ đôi ra. Ê, 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 kệ ăn cái vui. Trời ơi bà điên hả? Ăn vàng á. Bà ngậm vàng là chuẩn bị đem liệm đó. Đúng rồi, quý hóa quá là cứ ngậm vàng đi làm mai mốt mà chị Tư chết chị Tư đỡ bỡ ngỡ. Tại vì mình đã ngậm sẵn vàng rồi. Đúng rồi, may quá mình cho chị. Bây giờ đây chỉ là món ăn chơi của chồng em thôi. Bây giờ mới tới phần em. Quà của em là anh là nó. Ôi, hợp lý. Quà hoàn toàn từ Mỹ đó chính là bắp Mỹ. Đây là trái bắp Mỹ thuần Mỹ được trồng bên Mỹ đem từ Mỹ về. Ủa khoan, cái này là ở trong mấy cái gì mà bán mà bắp luộc, trứng bún luộc, bắp xào đây. Quà quý quá không đủ. Thôi bây giờ mọi người gói ghém mà hai người ăn một trái nha. Đây, mình bẻ ra mình chia nhau mình ăn nha. Bây giờ chị mới hiểu tại sao mà bà con vừa thấy cậu mở sáo là bỏ chạy ra. Thì đó, tặng quà kiểu này người ta sợ ta chạy đúng rồi. Đây đây chị phải út. À dạ dạ, cảm ơn chị sao. Chị Tư đấy. Hai người chồng gặm chung một trái đi. Nó nghe nè. Bây giờ qua cho tụi nó quá trời quà rồi. Nó cho gì cho quà vậy? Giờ cho quà cho anh chị đi. Ờ vậy đi thôi giờ vậy nè. Hàng xóm này nọ các thứ cũng đã có quà đem về rồi. Thôi mọi người giờ về lo chuyện gia đình đi ha. Chặn đường lại. Không có cái nào về hết. Chặn đường lại rồi. Sao rồi thấy gì Kiều mày sợ vậy? Đâu có sợ mình đấy. Mình nó mừng. Nó mừng quá điên luôn đó. Bây giờ này Sao? Mấy hàng xóm thì cho hết rồi. Bây giờ có quà của Justice. Đúng rồi. Nãy giờ là cho người thường, giờ tới người thương nè. Nói cho anh chị biết, cái này hiếm lắm nha. Vợ chồng xuống em mua ngoài sân bay Mỹ. Sân bay ở Mỹ là phải là đồ Mỹ rồi. Định là hai vợ chồng đóng cửa ăn một miếng. Nhưng nghĩ lại thấy thương quá nên quyết định mang ra tặng cho anh chị. Mình uống quà cho nó bất ngờ đi. 1, 2, 3. Quà do Mỹ. Đúng rồi. Cho nè,
ngoài chợ mình nghĩ tới bán lắm. Xấu Mỹ luôn á. Cái gì nữa vậy? Chua lè vậy thiếu. Chua lè mới là nho Mỹ. Trời ơi chua mà chị, các em ứa nước miếng theo chị luôn á chị. Thấy cái vỏ nho nó dày như cái vỏ bánh xe không? Thật ra đó là tối nào anh chị cũng ăn này hết trơn á. Tại vì anh chị mua cái trái nó không có được chua với nó không có được nhỏ vậy. Anh chị mua mấy trái bự bự mà nó ngọt lắm. Cái đó là của Việt Nam. Đúng rồi. Tối nào anh chị cũng ăn hết rồi. Thôi giờ cho gì mà xài được đi. Thật ra thì tụi em quý anh chị lắm, cho nên là tụi em sẵn sàng tặng quà thêm cho anh chị. Và đây là một món quà rất là cao cấp, chỉ có người nào mà biết hưởng thụ như tụi em mới xài. Nhưng mà ngày hôm nay tụi em cũng sẵn sàng tặng cho những người nào gần hướng dương như anh chị. Cái món quà gì mà rất linh thiêng nghe. Gần đất xa trời. Đây. Ôi cái hộp đẹp quá. Này là cái gì vậy? Đây, cái này là candle scented, là có nghĩa là nến thơm. Candle là nến, scented là thơm. Nghe tịt tịt à? Dạ scented. Khui đi chị, khui đi. Quà bỏ quà. Tiện lắm, xài hết cái nến xong mang ra xác hơi luôn. Ông cưng ơi, cái gì nến gì mà đỏ lồm như để nắp hòm vậy cưng? Thế nó mới liền đó. Dạ chắc là nó mùi dâu á cho nên nó màu đỏ. Dâu cái cù lôi nhìn cái ghê mẹ luôn, như đồ cúng hả? Cái này là nến cao cấp á, là chỉ dành cho những người cấp cao trong gia đình mới xài được thôi. Đúng rồi đó chị, bảo nó đúng. Cái này mà cấp cao trong gia đình mà cao tới nỗi như cỡ mà ông bà tổ tiên mới xài đó, hợp với anh chị đó. Ôi thôi. Nhưng mà này thấy ghê quá. Hả? Nó hơi nhạy cảm á. Bây giờ anh chị không thích cái này thì cứ để vào đấy. Dạ. Tặng cho anh chị món khác nha. Hai ba. Wow. Đây. Hộp hộp tiếng Anh nữa. Thermos. Là gì? Là cái tên thôi. À đó. Cái tên hả? Ủa gì hả? Mà trong đó là cái gì? Đây là bình giữ nhiệt. Ôi ôi, bình giữ nhiệt từ Mỹ nha. Trang. Wow, hoa văn đẹp quá. Hoa sen. Ê, sao giống cái bình đựng cốt quá vậy bạn? Không có ai đựng cốt trong cái trụ như vậy hết. Cái hoa văn này sao nó giống cái trên bàn thờ của ông bà nè. Thôi. Để nó trời ơi, nó cùng quá tiếp vậy. Để nè, nè năm cái ly. Để cái bình vô. Rồi để hai cái đèn cầy nữa, có mấy trái bắp rồi hai chồng ngồi coi. Rồi ngay ngắn là chụp hình coi. Là y hệt như là cúng hai chồng tao vậy á. Thấy ghê quá. Thôi, anh chị không có lấy cái set combo thờ cúng này đâu. Trời ơi, bây giờ muốn tặng cái gì cũng chê hết dám tặng luôn. Có gì thơm không, ví dụ nước hoa dầu gì đó. Có chứ sao không có. Đây. Đúng mà Mỹ chắc là thơm lắm hả? Đây. Wow. Trời ơi. Cái này cái nước hoa hương thị này nó nổi dữ lắm. Mở ra đi, xịt cho ngửi miếng. Khó quá. Cho mọi người. Mở cầm cái hộp mang về được rồi. Xịt cho mọi người tiếng hoàng hưởng cái mùi. Em xem kỳ quá. Cả đời em không có xài dầu thơm cho nên em có biết phải xịt cho ngửi miếng. Đây. Trời đất ơi. Ơi. Cái chai nó sang, nó xịn quá mình ơi. Chào cậu miếng ké nè. Đó. Thôi. Nè mấy đứa bịt lại một lần đó nha. Đó rồi đó, vậy thôi đó. Hoàng thu. Mày, tao cầm cái chai nước hoa mày phải kêu tên thương hiệu ta chứ. Lại, ba Hương. Một qua ba Hương Thị nha. Thôi. Thằng chơi liệt lòng dễ sợ luôn nha. Thằng tôi ghét một qua đừng bớt cơm nhà tao ăn nữa nha mày. Kệ nó đi coi được. Mày có quà này được. Thôi, được rồi. Chọn quà gì đó là chọn đi, gom hết đi rồi đi về. Dạ, bây giờ trong thời gian chị Tư gom đồ thì em xin được phép tặng quà cho chị với cậu Út với hai đứa nhỏ. Thôi dạ. Lấy đi con, đi. Bốn người thì bốn món quà. Dạ, vô giấu đi. Giấu. Dạ, dạ. Không, nhưng mà giờ lấy quà xong rồi giờ mới ngồi mới thắc mắc nè. Về làm chi vậy? Trời, sao chị hỏi một câu, nghe vô tiền quá chị. Tụi em về đây là để thăm thân nhân, sau đó là để dự đám cưới của cậu Út luôn. Dạ, cảm ơn mọi người. Bị vậy mà cũng lấy vợ hả? Ủa, bị vậy là bị gì anh? Thì bị thiếu nợ nè. Nợ ngập đầu mà đặt cưới hỏi cái gì? Thì biết là đang mắc nợ, nhưng mà người ta lo xong nợ thì mới làm đám cưới. Nên cái chuyện cưới hỏi nó cũng bị quản lại, nên là chưa có cái kế hoạch rõ ràng. Nên anh chị về nước vậy có bị sớm quá không? Đâu có sớm một chút nào đâu. Về để phụ đám cưới của Út. Phụ cái gì mà phụ? Lo luôn cái đám cưới đi chứ phụ cái gì? Già quá mà Việt Kiều. Để lo đi. Thôi, được rồi. Cảm ơn cậu mợ. Chuyện đám cưới của ông Út qua chị lo được rồi. Thôi đi chị ơi, trời đất nợ nần chồng chất. Việt Kiều người ta giờ sẵn là mình xoáy luôn. Về lo cái đám cưới cho nó đi. Được rồi, cái này để em chị hai lo được mà. Mày vậy mới bậy đó. Mày làm như vậy rồi hàng xóm người ta nhìn vô. Tao nói này nè, máu mủ ruột rà nè. Đúng rồi. Trong khi á mày đang lũng bại như vậy. Đúng mà rồi. Không gian tay ra để bao bọc mày. Đúng rồi,
đây, lo lâu lắm. Thôi rồi, đằng nào vợ chồng em quê cũng là danh nghĩa anh chị của nó. Với lại tụi em cũng là Việt kiều. Cho nên để cái đám cưới của thằng Us, vợ chồng anh Lót. Wow. Thiệt á, quà cá em chia cho cực gì không biết nữa. Trời đất ơi, bộ ba sản phẩm Sunlight like, lau bếp nè, rửa chén nè, rồi lau sàn nè. Trời đất ơi, cái này bên tiệm tạp hóa Bột Qua Hồng bán đầy chứ có gì đâu mà mua bên Mỹ. Nè, tiếng phải đồ bên Mỹ, nhưng mà xài tốt lắm đó. Nhà mình ở Quang Hồng mua hoài. Thôi, cứ đem ra xài đi, đỡ mua tốn tiền. Ờ, tiếp tục xài nha, để Tết này mẹ có một cái Tết vẹn toàn. Cái gì? Tết vẹn toàn là sao? Chị nói giống như là chị không có một miếng ký ức gì về nó luôn á. Là cái gì? Trời ơi, chị lớn tuổi rồi chị lẫn hay sao vậy chị hai? Mới Tết năm rồi nè, Tết vẹn toàn á là cả gia đình mình xúm xụm lại làm công chuyện nhà, vệ sinh nhà cửa đó, chị nhớ không? Ngay cái khúc mà rửa chén, trời ơi, rửa cái chén nó sạch bông. Mà bà cô Hồng nghe, bà ăn cắp mấy cái chén bà lợn vô trong bụng bà đem về em với chị kiếm gần chết. Xô nước em mới vừa đổ đầy thằng Bảo nó dành lau nhà. Nó lau cái sàn mà tôi nói mùi thơm nước mũi. Mà cái sàn nhà nó mát, nó sạch mà em muốn nằm á chị không cho xem ngủ quên. Rồi tới cái khúc á chị cầm cái chai mà xịt bếp đúng không? Chị xịt cái thôi, em cầm cái đồ dễ em đẩy nhẹ cái thôi mà nó sạch bon. Bà cô Hồng nó muốn dựng cái bếp lên để bà sau gương nó cũng khùng không? Đó rồi cả ngày hôm đó là cả gia đình mình cứ quần quật vệ sinh nhà cửa. Tết vẹn toàn là vậy đó. Nói xong chưa? Thì nói đủ ý rồi. Tôi không có mong cái Tết vẹn toàn, mà tôi chỉ mong cái Tết toàn vẹn thôi. Tết toàn vẹn là gì nữa? Là đừng gây nợ như năm rồi. Chị hay móc chuyện cũ à. Em nhắc cái chuyện năm rồi á là tại vì em muốn nói đây nè. Ba cái chai này á bán đầy bên tiệm tạp hóa cô Hồng, chứ đâu phải là mua bên Mỹ. Mỹ này chắc Mỹ Thuận quá. Biết đâu á, xin like này ta xuất khẩu qua Mỹ thì sao? Ủa, xuất khẩu qua Mỹ thì sao, vẫn ghi tiếng Việt. Vậy mày đọc đi, xin like đọc bằng tiếng Mỹ hay tiếng Việt? Ờ ha. Ừ, chữ xin like thì nước ngoài mà. Đáng lẽ sinh lai phải là tiếng Việt luôn chứ. Là phải dịch ra là mặt trời sáng hay sáng như mặt trời. Sáng như mỏ mẹ. Nói chuyện với mày hồi bị khùng luôn á. Em với chuyện với chị em cũng nhức đầu á. Cái gì chị cũng trả lời được hết trơn á. Rồi giờ nè, em giữ ba cái chai này. Khi nào mà xài hết chai cũ thì nói em. Em lấy ra cho xài tiếp. Cậu gì? Gì vậy? Dạ cái gì vậy? Chị hai. Rộn chuyện cả ngày à. Gì vậy? Quà Mỹ. Đâu quà chị mở ra coi coi. Quà Mỹ gì mà kỳ cục nha. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Nhìn đi cậu. Ủa cái này là cái tháp Eiffel mà. Eiffel là cái gì? Là cái tháp bên Pháp đó. Đúng rồi. Cái này là cái tháp Eiffel ở bên Pháp đó chị hai. Là sao? Thì tự nhiên cậu mà sao nói này là tặng quà Mỹ cho con. Mà quà Mỹ sao tự nhiên tặng tháp Eiffel bên Pháp làm sao con không hiểu. Thì đó, mà chưa chắc ở bên Pháp nha. Không chừng là ở bên tìm tập quá bầu cô Hồng đó. Một cái như vậy là 30 ngàn mà một dây như vậy bán sỉ là 150. Trời ơi, vậy là Mỹ dữ chưa? Trời ơi, ví dụ như tặng một hai cái đi con còn biết móc vô cái chìa khóa gì. Chứ giờ tặng cả dây vậy xài sao hết. Bây giờ móc chìa khóa không hết thì móc ngược lại vô trong họng. Cái thằng kỳ quá. Còn Cúc cũng có quà nữa đó nha. Ê, cậu mở sáo dúi vô tai chị Cúc nói là hả? Đây là một cái áo hiệu mua bên Mỹ luôn. Ôi vậy là quá êm rồi, là quà giá trị nhất rồi đó. Thì đó. Cúc. Dạ. Ra cho mọi người con quà đi con ơi. Đó. Ủa trời, mặc gì? Đồ tặng quà hiệu mà họ còn méo máu nữa. Nè. Đó, đẹp chưa? Mỹ chưa? Đó đó, em coi coi coi. Chị cầm đi, chị cầm. Ê, à, rách áo của tao vậy? Thiệt luôn chị hai, chắc chắn đây là đồ xịn, đồ hiệu á. Đồ gì hãng gì đó. Không, này có Mỹ nha, Mỹ Lệ Tuyền. Mỹ Lệ Tuyền là cái gì? Là nó sến y như cái tên Mỹ Lệ Tuyền như đó. Trời đó, coi coi nè. Áo gì mà hột la hột lụ. Ê ghê. Thôi nè, mà cái kiểu nó già còn hơn là, trời ơi, già hơn cái áo mà chị hai tôi bận nữa. Mày hết chuyện so sánh rồi sao? Thôi, con không mặc đâu, mặc vô giống bà thím. Nè, không mặc thì để đó má mặc. Má thấy cái áo này cũng màu đen mà. Màu đen luôn. Màu đen, trời ơi, hợp với chị quá trời luôn. Đúng rồi, tặng này là tặng sai đối tượng này mới đúng nè. Đó, đẹp á. Mà nghĩ cũng nó cười.
đi từ Mỹ về đây tặng đồ cho người Việt mà toàn là đồ ở Việt Nam bán không mà chẳng khác nào chở củi về rừng. Thôi đi, chở củi hay chở vàng gì cũng tấm lòng của tụi nó. Ai, cũng tội nghiệp, 7-8 năm mới về quê hương một lần. Mà nè, cậu mợ nó tính phụ em làm cái đám cưới, như vậy là người ta tình nghĩa dữ lắm rồi. Thì cái chuyện mà hai anh chị phụ em trong đám cưới thì em cũng rất là biết ơn, thì cũng rất là có tấm lòng, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Giờ tới cái chuyện mà tặng quà coi nè, có ai mà nhận cái quà mà cái mặt vui vẻ hạnh phúc không? Đứa nào cũng chầm chậm chân trội á, nó kỳ. Kỳ gì mà kỳ? Ta tặng quà cho mà chê lên chê xuống à. Thử coi Việt Kiều về mà không tặng quà đi, rồi trách móc tùm lum cho coi. Ủa, tụi con đâu có muốn nhận quà đâu. Ờ, không có ý trách móc luôn, mà hoàn toàn không có ý muốn được nhận quà luôn á. Đúng rồi, chị Hai. Nè, con với mọi người đâu có ai muốn nhận quà đâu. Tự nhiên cậu mợ Sáu hở khều nhích móc chích tụi con hả, dí quà vô tay tụi con, bắt tụi con phải nhận. Chỉ cần gặp nhau là mình vui rồi. Đúng rồi. Nếu ai cũng được như tụi bay á thì cậu mợ đó đỡ cực dữ lắm đó. Mà tính ra con thấy dì Hai nói xong cái con nghiệm cũng thấy đúng đúng. Giống như hả mình đi du lịch đi, ai cũng kêu là hả, ê nhớ mua quà nha, ê nhớ mua quà nha. Nhưng mà đâu có ai bỏ đồng xu cắt bạc ra tài trợ cho mình đi du lịch đâu. Đúng không? Thôi, bỏ cái chuyện đó qua bên đi. Cậu mợ nó tặng quà cho mình thì mình cũng phải tặng ngược trở lại. À, em coi đem mớ trái cây vườn nhà mình nè, đem qua cho cậu mợ nó đi. Nói ăn liền nha, để em thu nó chín mùi không ngon. Cậu gì vậy cậu? Sao mà nó nặng dữ vậy trời? Nặng quá vậy? Trời, đây con phụ nè, con đi chung phụ nè, mỗi người tay thôi. Ồ, nặng thiệt. Trời ơi, gì mà nãy một tay ba sách vô đó. Trời ơi, được tiền dễ sợ. Con trai gì mà yếu nhợt à? Thiệt tình. Anh ăn được luôn hả? Bây giờ anh tính làm sao? Tính sao nữa giờ? Thì bây giờ mình lỡ mang danh là Di Kiều về nước rồi, không lẽ giờ không lo được cái đám cưới cho thằng em? Khổ ghê vậy. Cũng chỉ vì cái danh Di Kiều mà mình phải gồng lên, mình giả bộ là mình giàu có lắm. Khổ hết sức vậy. Tại mấy người không biết thôi, chứ bà con ở dưới quê ấy, là người ta mặc định Di Kiều là phải giàu. Rồi mặc định luôn á, là Di Kiều về nước là phải tặng quà cho tất cả mọi người, từ trong ra ngoài, từ thân đến không thân. Không tặng quà là bị đánh giá. Trời ơi, có nỗi nhục nào hơn nữa. Di Kiều từ nước ngoài về mà phải mua đồ ở Việt Nam để tặng lại cho người Việt. Ủa? Trời ơi, mình tặng riết mà người ta chạy mặt mình luôn đó. Chứ giờ không làm vậy, rồi tiền đâu mua đồ hiệu bên Mỹ thiệt bưng về đây tặng. Em nói rồi, em rất sợ về quê hương là vậy. Đủ thứ phải lo hết. Thôi, ráng lo cho xong cái đợt này với Út đi. Bây giờ tôi tính vậy nè. Sao? Dù sao vợ chồng mình cũng lâu lâu mới về quê một lần, đúng không? Nhà để trống hoài, cho nên là... Anh tính gì? Gì? Anh tính bán cái nhà này lo đám cưới cho thằng Út quá hả? Sao anh chơi lớn dữ vậy? Trời ơi, còn lớn hơn đám cưới của mình hồi đó nữa. Gì vậy? Tôi chưa có nói hết mà. Ai nói bán cái nhà này? Chứ sao? Cái rẻo đất bên hông nhà, thấy không? Ừ. Cái rẻo dài chạy dọc suốt nhà mình nè. Ừ. Cắt khúc ra, ngắt ra một đoạn. Ừ. Đó, 2m, 3m. Diện tích vừa đủ chỗ cho một người nằm. Đó, ngắt khúc đó bán đi, lấy tiền lo đám cưới cho thằng Út. 2m, 3m, 2 x 3 là 6m vuông nữa hả? Ừ. Là lo dữ chưa? Rồi bán cái 6m vuông đó lời được nhiêu? Rồi còn dư nhiêu tiền để lo đám cưới cho thằng Út? Có thật sự thương em mình không vậy? Thì thôi bây giờ mình cứ bán hết cũng được. Nguyên cái rẻo đất đó, đó. Lấy tiền đó lo cho Út cái đi. Đằng nào hai vợ chồng mình á là cũng bị dính vô bốn cái chữ sĩ diện Việt Kiều. Ráng làm cho tới nơi tới chốn. Ngoài cái sĩ diện Việt Kiều ra thì anh còn là một người anh hết mực thương em của mình. Tôi biết hết chứ bộ. Nghĩ thấy thương. Vì bên nhà tôi á, ai cũng là có vợ có chồng, con cái đều quề hạnh phúc hết trơn trọi. Còn sót lại mỗi thằng Út thôi đó. Mà nó đó thì cũng chịu thương chịu khó, hiền lành. Nên thôi, ráng lo cho nó đợt này đi. Thì tôi cũng thương nó vậy. Ráng lo cho thằng Út yên bề gia thất. Rồi hai vợ chồng mình yên nghỉ luôn. Trời ơi, nói cái gì thấy ghê vậy? Nghỉ ngơi luôn. Ây da, cái gì vậy? Ai đó? Sao vậy, lúc nào cũng như phim hành động á, đình đình mò mò cái bị này bị kia đi phát hiện à. Con bị mũi cắn. Thôi, hai anh chị không cần phải nói giọng lớn lớn là lợ gì nữa đâu. Bởi vì
nó đứng rình gì nó nghe trơn trời rồi còn giả giả giọng quê quá à. Dạ thôi từ không. Sáng tới giờ nó mỏi cái miệng muốn chết luôn vậy đó. Đúng rồi, chị nói giọng lơ lớ mà chị tưa cái lưỡi hết trơn à. Đó còn anh xì 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 bà chửi quá trời ướt cái mặt chị thâm kim luôn. À, cho nên là đứng nghe mà thấy thương anh chị dữ lắm. Khổ lắm Út ơi. Thật sự là em thông cảm nha, cho nên là mấy anh chị không cần phải suy nghĩ cách này cách kia để mà hỗ trợ để giúp em đâu. Không không phải làm vậy chứ, tại mang danh Việt Kiều rồi. Ôi. Dạ dạ không, cái này cậu Út nói đúng á mọi người. Thật ra giờ cậu mở bên nước ngoài, cậu mở về thì đâu nhất thiết là mình phải mua quà cho hết tất cả mọi người trong xóm đâu. Mình chỉ cần mua cho những người mà mình thương, mình yêu, đó vậy là vui rồi. Ờ. Với lại em nè, Bảo, rồi anh Cúc, chị Hai nữa. Hoàn toàn không có nghĩ là Việt Kiều là phải giàu luôn á. Ồ thì chưa, tôi nói rồi, Út nó biết chuyện, nó biết điều lắm. Thế là mấy anh chị cũng đừng có suy nghĩ rằng là người này người kia suy nghĩ, mình kệ, mình sống thoải mái đi. À, dòng họ không mình có được đâu em ơi, đâu phải ai cũng được như em với lại dì Hai, với lại mấy đứa nhỏ này đâu. Người ta khi dễ người ta quánh giá anh chị nhục lắm. Bây giờ người nào quánh giá kêu người đó ra đây gặp em, bao nhiêu mặt em cũng một lời được hết. Trời ơi, em quánh lộn với người ta hả? Không, em cự lộn. Em cãi thay đôi với người ta? Không, em cãi lộn với nguyên một xóm luôn. Ôi. Trời ơi, cái miệng em rộng bằng cả nguyên xóm. Trời ơi, sai bay sai hả? Không, cái này là thiệt đó nha. Là con với Cúc đã từng có một cái cuộc combat đối đầu với lại tất cả mọi người trong xóm luôn. Đó, Cúc chửi quá, chửi xong cái người ta kéo nhau qua xin lỗi Cúc. Dữ chưa? Trời ơi, thật là nhiệm màu. Cho nên là mấy anh chị cứ yên tâm nha. Trời ơi, nghe Út nói xong tự nhiên anh cảm thấy anh nhẹ lòng dễ sợ luôn á. Thiệt nãy giờ hai anh chị không quăng được một hộp cơm nào trơn trọi đó. Rồi rồi, cái chuyện đó là nhẹ lòng một. Bây giờ em nói thêm chuyện này nữa là nhẹ lòng thêm hai. Cái chuyện cưới của em đó, mấy anh chị không cần phải bán đất đai gì để phụ em đâu. Ủa sao vậy? Là tại vì em cũng sẽ rút lại cái ý định cưới mợ thơ. Ủa? Sao vậy? Sao? Có chuyện gì? Nói chung là chuyện cũng dài dòng lắm. Thôi thôi. Đây. Chị Hai có đem trái cây qua biếu mấy anh chị. Ở bên Mỹ không có ăn đâu, thiệt sự luôn, mấy trái cây vườn mà. Thôi ăn nha. Thôi thôi hai anh chị, em về. Dạ. Thôi khoan khoan. Đừng có về. Ở lại đây gọt trái cây cho anh chị ăn đi. Ủa. Gọt cho vui. Vậy thôi em vô bếp, em lấy con dao ra nha. Chứ vậy? Không gọt thôi chứ làm gì đâu. Không, lấy ra để gọt trái cây cho anh chị ăn cho vui. Trời ơi. Quá vui. Em qua bên đây em dọn dẹp hoài chứ gì. Cảm ơn em nha. Trời ơi, như trút được gánh nặng á anh. Đầu tiên là tôi theo sát cái mùa bông này. Với lại thời tiết năm nay nó cũng thất thường nên bông nó nở hơi chậm. Giao anh hơi trễ, anh thông cảm nha. Không có vấn đề gì đâu, để tôi kiểm tra bông ha. Anh coi. Đâu, để tôi coi coi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Sao vậy? Cậu Út, cậu nhìn coi. Tại sao cái bông cúc năm nay nó lại nở to hơn năm ngoái là sao? Do là năm nay thời tiết nó thất thường quá, tôi canh cái nước tưới nó không có đúng. Anh thông cảm, anh nhận đợt này cho tôi. Trời ơi, kinh doanh mà thông cảm là sao, không có được đâu cậu Út ơi. Thôi ráng đi mà. Ráng cái gì mà ráng, tôi thích nó bự như vậy nè. Là thích à? Thích. Vậy là anh thích cái kiểu mà tài quầy tài le ra đúng vậy đúng rồi, không? Phải nở thầy quầy hết cho tôi. Đúng rồi, nó đang tài le thầy quầy nguyên luôn đó là anh tha hồ nhận ha. Cái gì vậy cậu Út? Còn sao nữa vậy anh? Tại sao mà lá nó dày từ dưới gốc nó dày lên trên ngọn là sao vậy? Lỗi tôi. Đáng lẽ là sáng nay tôi phải lấy kéo tôi tỉa cho nó gọn gọn bớt rồi mới kêu ông anh qua đây coi mà gấp quá. Nên thôi, anh chờ tôi tạm tiếng thôi, tôi vô tôi lấy kéo. Thôi khỏi làm cái gì hết trơn, tôi đâu có rảnh, tôi chờ cậu hoài. Tại vì á tôi thích cái lá nhiều như vậy nè. Anh là vẫn thích ha? Tôi thích mà. Tại biết sao không, lá nhiều như vậy cậu nhìn cái chậu đi, nó bự nó dày hơn chứ đúng không? Anh coi tiếp đi anh. Tôi coi tiếp nè. Trời ơi. Hả sao anh? Cậu làm như vậy là chết tôi rồi. Tại sao bông cúc năm ngoái được trồng trong cái chậu kia mà năm nay trồng trong cái chậu này? Anh ơi, lần đầu tiên tôi làm việc với anh mà nên tôi đâu có hiểu ý anh nhiều đâu. Bây giờ anh không ưng chậu này đúng không? Thôi anh chờ tôi một buổi đi. Giờ tới chiều tôi thay cái chậu khác tôi giao cho anh được không? Không, không có làm cái gì, không có thay chậu cái gì hết trơn á trời á. Tôi thích cái chậu này nè.
Là coi như nãy giờ thích hết ha. Đúng rồi, nãy giờ tôi đâu có chê bai gì đâu. À không chê. Ưng lắm, ưng với bụng hết lắm luôn á. Mà cái cảm xúc anh nó kỳ lắm. Giống như là anh đang bị rối loạn lưỡng cực á. Anh làm tôi sợ nha. Nói nào ngay, mình mua bán mình phải vui vẻ đúng không? Cho nó có nhiều cung bậc cảm xúc. Trời ơi. Vui ha. Cũng vui. Rồi nãy trời nói chuyện duyên dáng quá trời. Bao nhiêu ưng hết trơn rồi đúng không? Ưng hết rồi, trơn. Rồi để tôi xới lên hết rồi tôi vô chậu cho anh nghe. Ê mà cậu Út nè. Bây giờ á cậu vô cậu nói gì hai á cho tôi đặt 100 chậu luôn đi. Tôi đặt cọc tiền trước cho cậu luôn ha. Trời ơi. Ê nè. Tiền đó. Tôi luôn hả anh ơi. Vậy tôi đi nghe. Ok, ê khoan. Gì ngộ vậy trời. Dạ ơi. Tao giao tiền bông nè chị ơi. Chị hai ơi. Chị hai. Có tiền bông rồi nè. Đâu rồi trời. Ui trời ơi. Trời ơi, nấu bánh canh mà để củi lửa vậy đó không ai canh hết. Rồi. Không hành ngò là của mình. Ui. Nước lèo ngon quá. Ủa mợ. Mợ qua nhà tôi nào vậy? Tôi qua từ sáng sớm. Lúc cậu còn ở trong vườn thu hoạch bông á. À rồi mợ qua nhà tôi sáng sớm có chi không? Để nấu cái nồi bánh canh này nè. Cậu ăn có vừa miệng không? Ngon. Cảm ơn mợ. Vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ sợ là cậu ăn không có được. Sao bữa nay mợ nói chuyện nghe lạ vậy? Tôi thấy cái chuyện của hai đứa mình riết nó kỳ cục quá. Cứ ngỡ là kết thúc trong vui vẻ hạnh phúc. Ai mà có vẻ tôi vẫn ở vậy tới giờ. Chắc tôi làm phiền cậu lắm đúng không? Rõ ràng là cậu không có thương tôi mà tôi cứ theo bám cậu hoài. Ở đời á, trâu đi tìm cọc chứ có đâu mà cọc cứ đi tìm trâu. Coi không có được cậu ha. Mợ đừng nói vậy mà. Tôi hôm nay tôi qua tôi nấu nồi bánh canh này là vì sắp tới tôi không có qua đây nữa. Ủa sao vậy mợ? Tại mỗi lần tôi qua đây á, cậu cứ đuổi tôi về hoài à. Cho nên tôi nghĩ là tôi không nên qua đây nữa. Với lại chuyện gì? Hay là mợ sắp đi xa hả? Mà thôi cũng không có chuyện gì đâu. Cái nồi bánh canh này cả gia đình ăn tới chiều đủ á. Thôi tôi chào cậu tôi về. Mợ. Rồi sắp tới mợ không qua nhà tôi nữa thiệt hả mợ? Qua làm gì nữa? Người ta có thương tôi đâu mà qua. Có. Người ta có thương mợ mà. Người ta là ai chứ? Là tôi. Cậu Út cậu con Cúc. Đứng anh trai của mợ thơ. Dạ em chào anh Tuấn. Xích ra.
Ai cho phép cậu đứng gần Mơ Thơ hả? Ủa sao vậy anh? Vì em gái tôi là cành vàng lá ngọc. Từ nãy tới giờ em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cô không hiểu lý do tại sao mà anh phải căng thẳng đến mức độ như vậy. Nhưng mà hãy dụ mình nói chuyện á, mình nói chuyện bình thường đi, đừng có đẩy ra đẩy vô nhức đầu dữ lắm. Tôi vẫn mặc với cậu hả? Không có yêu đương, cưới xin cái gì hết. Tôi tới đây là để ngăn cản cái đám cưới này lại. Ôi trời ơi, ôi đập mạnh như vậy là đau có tai lắm đó. Tai tôi đau thì sao đau bằng cái chuyện em gái tôi về làm dâu cái nhà này. Ủa, em tự nguyện về đây làm dâu mà, chứ có ai ép uổng em đâu mà anh hai đau lòng. Em nghĩ sao vậy Thơ? Em là cành vàng lá ngọc, em về đây làm dâu cái nhà này, em nhìn cái nhà này đi. Cái nhà gì mà không có người ăn kẻ ở, không có người hầu kẻ hạ. Rồi á, em ở đây, em quét bụi mỗi ngày, rồi em hít bụi thì sao? Kiếm ai ở chỗ vậy? Xích ra, làm gì đứng sát vậy? Hả? Hả em sao vậy? Em là tiểu thư đại cát mà, bây giờ em phải đi về đây em làm dâu. Sao mà làm một cái nơi như vậy được? À, dạ anh hai. Ai anh hai của cậu? Dạ anh Tuấn. Công nhận anh giận lên cái mặt anh cũng đẹp trai quá ha mợ ha. Mốt bớt khen những cái điều hiển nhiên lại. Thì em cũng góp ý như vậy. Thì thật ra trong cái nhà này, cái chuyện mà dọn dẹp nhà cửa đó là cái sở trường của em rồi. Nên thí dụ mà mợ Thơ có về đây ở á, chỉ cần nằm mát ăn bát vàng thôi. Ý cậu nói em gái tôi bị liệt hay gì? À, ngồi mát ăn bát vàng. Ý cậu là nhà này có bát vàng đúng không? Dạ đúng. Đem vào đây coi coi. Dạ đây, bát vàng. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Tao có cái mặt cọc gần chết ai dám giỡn. Tôi kêu cái bát vàng với vậy cái chén ngủ này. Thì nè, cái bát vàng là cái chén màu vàng đúng rồi. Thôi. Bát vàng á là tài sản, là vàng, là bạc á. Biết không? Nếu như là của cải, tài sản thì không biết nói gì đúng không? Làm gì mà có tài sản ở đây? Còn nhìn hai nhà đi, có con môn đăng hộ đối không? Trời ơi, sao mà nó nghiệt ngã y như mấy tuồng cải lương hồi xưa vậy Mợ Thơ? Đó cũng là lý do mà lúc nãy em nói với cậu là em qua đây để nấu nồi bánh canh lần cuối cho gia đình cậu. Nếu như mà cậu không còn gì để nói thì coi như kiếp này hai đứa mình có duyên không nợ nha cậu Út. Đi về. Làm cái gì mà tâm tình trên đầu trên cổ người ta vậy? Hả? À anh Tuấn nè, từ nãy tới giờ thì anh cũng trình bày được hết những gì mà anh muốn nói rồi. Thì thôi giờ cho phép em cũng được trình bày cái hoàn cảnh của em. Thật sự thì em không hiểu là thời buổi gì rồi mà anh còn quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối hả anh? Rồi thí dụ mà nhà em cũng có khó khăn đi thì cũng đủ ăn đủ sống mà, chứ đâu phải là nghèo khổ lắm đâu. Chính xác. Ông bà em cũng để lại một cái mảnh vườn trồng bông, tụi em cũng làm lụng kiếm tiền mà. Đúng rồi, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lắm. Chỉ có cái là không có dư dả thôi. Tự nhiên mất phong độ vậy? Thì đúng mà, nhà của tôi là chỉ là làm tới đâu rồi ăn tới đó, không có dư thiệt. Đúng, đúng rồi đó anh hai. Bây giờ mình cần nhiều tiền để làm gì? Bây giờ mình cần là cần một người chân thật, một người đàng hoàng tử tế, một người như vậy xứng đáng cưới anh hai à. Đáng cưới ơi biết không? Không có nhõng nhẽo với tôi ở đây. Có nhõng nhẽo không? Thôi thôi cười kìa. Ai cười? Có ai cười đâu. Thôi đủ rồi. Tạm thời chuyện tương lai tôi sẽ bỏ qua một bên. Dạ. Nhưng mà hiện tại cậu có cái gì để mà cưới em gái tôi? Em có để dành tiền. Cậu Út, cậu có để dành tiền cưới tôi hả? Thật ra trong thời gian qua là tôi cũng bán hàng online phụ cô Hồng, với lại chăm cái vườn bông đó. Cứ ngày qua ngày để dành tiền thôi mợ à. Lấy ra cho anh hai tôi coi đi. Để em lấy ra cho anh coi nha. Hai cậu Út có để dành tiền cưới em đó.
Ủa sao tiền để trên bàn thờ như cúng vậy? À cái này nhờ ông bà giữ giùm, nhờ vậy mới bị không bị ăn cắp. Đây, đây đây tiền của em đây. Đây, nè đó, còn nhóc ở trong này nè. Đó, còn quá trời luôn nè. Nhiều á, đủ rồi đó. Đủ làm cổng cưới á. Xong rồi cái tới đám cưới á, cái mình cưới ngoại, mình làm lễ ở ngoại, mình ăn ở ngoại luôn. Vậy được rồi, khỏi vô nhà. Ở đây đâu có được. Đám cưới mà làm lễ trước cổng, rồi mình ăn trước cổng, rồi mắc công bà con mình nói là mình ăn cơm trước cổng á. Thôi, cái đó người ta nói ăn cơm trước kẻng. Ham lắm. Ghiền lắm hay gì? Con mà đâu có được đâu. Không có nói nhiều nữa. Bây giờ á, lo mà cứ để dành tiền tiếp đi ha. Ở cái xóm trên có cái cậu Kiệt á, gia đình môn đăng hậu đói lắm kìa. Người ta muốn hỏi cưới con bé Thơ lâu lắm rồi. Mà tôi đang suy nghĩ đó. Cậu liệu làm sao làm? Không nói nhiều nữa đi về. Anh hai, em giàu em mọi ai nói em duyên. Anh hai đừng có vậy mà. Anh hai. Đi. Anh bắt em lấy người em không thương thì em chết còn hơn. Đi. Anh hai. Mợ Thơ, tôi sẽ không để mợ phải cưới cái người mà mợ không thương đâu. Sao tự nhiên bắt ghế ngồi với bộ tam sên vậy? Tụi con xin lỗi. Tụi con không có cố ý nhưng mà thật sự tụi con chỉ muốn ra đây ngồi tâm sự nói chuyện với cậu xíu thôi à. Tâm sự gì? Nói chung á là tụi con mà có được ngày hôm nay á là cũng nhờ công của cậu. Con coi cậu giống như là má của con vậy đó. Rồi sao không coi là ba mà coi là má? Thì tại cậu để tóc dài, cậu lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho tụi con từng ly từng tí. Cậu còn hy sinh để tụi con được ăn học tới nơi tới chốn nữa. Gì dạ? Vậy? Gì tự nhiên hy sinh? Cậu còn đây mà. À, không phải, ý là con xin lỗi chị nói giúp em nói dễ chút này quá. Chị để chị nói cho. Cậu đã bỏ học từ nhỏ, rồi cùng với má phụ lo cho hai chị em con ăn học, rồi còn để dành tiền để sau này lấy vợ nữa. Nhưng mà cậu lại dùng chính cái số tiền đó để lo cho con với chị Cúc. Thử hỏi nếu như mà cậu không lo cho con với chị Cúc đó, thì bây giờ có phải là cậu đã có rất nhiều tiền và đủ tiền cái đám cưới luôn rồi, đúng không? Trời ơi, hai đứa là người thân của cậu mà. Vậy trách nhiệm của cậu là phải lo cho hai đứa chứ. Thì bây giờ tới trách nhiệm của tụi con là phải lo cho cậu. Ừ. Tụi con chỉ muốn góp với cậu một chút, coi như là chia sẻ. Lo cho cái đám cưới của cậu chu toàn hơn. Nhưng mà cái này ở đâu ra cái tiền này? Dạ tiền này là tiền để dành của con với chị Cúc hả? Dạ. Cậu đừng có quan tâm kệ. Thôi, không có được, sao mà được. Thôi, em nhận đi cho hai đứa nó vui. Ủa? Dù sao cũng tấm lòng tụi nó mà. Chị hai đứa nào vậy? Chị và mọi người đều nghe từ cái lúc mà anh của mợ Thơ tới nói chuyện. Hơi. Sao mà dòng họ nhà mình có cái tật hay nghe lén chuyện của người ta quá vậy? Vui mà em. Ý nghĩa mà. Nhờ vậy mà mọi người biết hết chuyện của em rồi. Nhờ vậy đó mới biết là em thương mợ Thơ và sợ mất mợ Thơ tới giường nào. Mà chắc là em mất mợ Thơ thiệt rồi chị ơi. Có đâu. Chừng nào mà cậu từ bỏ mợ Thơ thiệt thì lúc đó mới là mất. Còn bây giờ cậu luôn tìm mọi cách để thuyết phục chú Tuấn giữ mợ Thơ mà. Có hả? Có. Thiệt là tội nghiệp cho em tôi. Cái miệng á thì nói á là không xứng với mợ, mà cái tai á thì lo đi làm kiếm tiền để cưới mợ. Làm sao? Em cũng không hiểu rõ mình nữa chị. Em không biết mọi người sao nha. Sao em tự thấy cuộc đời em nó hoang mang quá. Sống đến từng tuổi này rồi mà em không biết là bản thân mình phải làm gì chứ có giá trị trong cái gia đình. Em không biết phải làm sao để mình thật sự xứng đáng với những người mà mình thương á chị. Cậu á, sao bi quan quá.
những cái suy nghĩ kiểu đó đó không phải riêng mình cậu có đâu, ai người ta cũng có trơn trọi á. Như anh chị nè, cũng hoang mang về cuộc đời mình ghê lắm. Thậm chí hoang mang về cuộc hôn nhân này luôn. Ê, cái gì mà hoang mang cuộc hôn nhân? Hôn nhân mình hạnh phúc mà anh. Nói cho em hiểu thôi. Tức là khi có khó khăn thì mình mới có cái để mình cố gắng mình phấn đấu. Nếu như giờ mà ai đẻ ra cái cũng biết tương lai mình đề quề hạnh phúc hả? Nếu vậy thì còn gì nữa gọi là động lực để mà cố gắng, hiểu không? Nói gì coi. Trời đất ơi, ngồi coi như coi phim vậy. Thôi giờ để em nói nha. Út bà, chị nói hay lắm. Nhân loại nói rằng gặp một người chỉ cần một giây đồng hồ, mến một người chỉ cần một phút đồng hồ, yêu một người chỉ cần một giờ đồng hồ, nhưng phải mất cả một đời mới quên được một người. Ủa gì vậy? Là cái gì? Mợ ơi, đừng nói vậy nữa, thấy ghê lắm. Không khí đang rất là kiểu mũi lòng á mợ. Em đọc được câu này ở trên mạng, cái em thấy hay quá, em thuộc lòng đó. Nó hay mà anh. Để dịch cho. Tức là ý của chị Sáu em nói á, là phải bằng mọi cách cố gắng để mà giữ cho bằng được cái tình yêu này, nghe không? Bởi vì nếu như em mà bỏ rơi, bỏ rớt, bỏ lỡ mất một cái nghe, ân hận cả đời chứ không phải chơi đâu. Tiếc. Đúng rồi Út à, duyên là do trời định, nhân là do người tạo, còn hạnh phúc là do chính ta tự buông bỏ. Trời đất ơi, từ từ đi mợ ơi. Sao nữa? Sao tự nhiên buông bỏ vậy đây vậy mợ? Tới câu này là tôi không có gỡ cho bà được luôn nha. Thôi mà. Bà qua câu khác, ba câu khác nha. Ê, cái giá của sự hạnh phúc là sự ràng buộc. Sao vậy tự nhiên ràng buộc? Chưa có đọc hết, mọi người phản ứng nhanh quá. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn. Nhưng mà con người ta kỳ lạ lắm, có lúc họ sẽ thèm sự ràng buộc và họ không còn muốn tự do nữa. Để đó anh dịch cho. Ý bà nói đó là bây giờ Út á là đang rất là thích cái sự ràng buộc với mợ thơ, tức là đang thèm cưới mợ thơ lắm luôn rồi. Chẳng qua là bây giờ Út á là kêu bằng là đang thiếu tự tin thôi. Em cảm ơn anh Sáu nha. Nhờ anh mà em mới hiểu được ý chị. Nói tiếng người mà không ai hiểu hết trơn trời. Nhưng mà giờ như vậy, bây giờ mà bản thân em có muốn cưới mợ thơ đi nữa, chị cũng không có đủ tiền. Mà bây giờ mà em có đi làm kiếm tiền nữa thì sẽ không kịp nữa. Mợ thơ phải cưới người khác đó. Đó, đang chờ cái câu này của em đây nè. Chỉ cần em muốn cưới thôi thì mọi người sẽ hùng vô mà phụ với em. Cậu Út, bây giờ dù gì con thấy cậu cũng đã có cái sự quyết tâm rồi. Nên là con nói thiệt, nãy con đưa cậu trả lại con rất là buồn. Cậu cho con góp với cậu một ít đi. Con nữa. Cảm ơn hai đứa nha. Hai đứa phụ vậy là dán thêm được cái bản du quy á. Trời ơi, chê nữa trời. Rồi du quy mà mấy triệu đồng. Con chị đây làm chi? Chị hai. Bấy lâu nay á, chị chắc chiêu dành dụm cũng được một ít tiền để dành cưới vợ cho em. Dù gia đình có gặp bất trắc gì á, chị cũng không dám lấy ra mà xài. Chị chỉ mong á, lo cho em yên bề gia thất thì chị cũng yên tâm á mà đi theo ba với má. Ôi, má. Trời ơi, sao chị hai nói gì vậy? Chị nói gì mà buồn dữ vậy chị? Chị làm em xúc động quá. Không phải chỉ có chị hai và các cháu cho Út đâu, mà đã đến lúc anh chị donate cho Út. Hả? Nó xúc động luôn. Lại một lần nữa mợ Sáu làm gãy đi cái không khí rất là quan trọng trong cái buổi tối ngày hôm nay á. Thôi được rồi, chỉ cần gia đình mình yêu thương nhau á thì ít hay nhiều gì cũng phải giúp nhau, đúng không? Đúng rồi. Vậy cậu mợ Sáu hùng nhiêu? Trời ơi, nhỏ nó gợi ý nha. Yên tâm đi con. Không có nhiều đâu. Đúng vậy. Thì tiền ít mà lòng nhiều. Đúng rồi. Anh đã mang cái câu chuyện thương tâm cốt á đi biêu ríu với bà con dòng họ hết rồi. Chị nữa. Chị ơi, sao mà tự nhiên đi kể cái chuyện em ra làm chi vậy? Rồi bà con dòng họ người ta cười em như anh chị Tư cười em nữa đó. Ô kìa, Út đừng bi quan quá. Đâu phải người nào cũng cười Út như anh chị Tư đâu. Ai người ta cũng thương hết trơn trọi đó. Ban đầu có cười giống vậy nè, nhưng sau đó ai người ta cũng góp ít ít nhiều nhiều cũng vô được trong một cái thẻ tài khoản, nghe không? Đó, thẻ đen quyền lực đấy. Đây đây. Nè, con nhiều tiền là bà con dồn vô trong thẻ này đưa cho Út á. Nè, qua đây cầm lấy đi, lấy giùm anh đi, sức nặng của đồng tiền anh đi không nổi luôn á. Lấy cái thẻ đó rút tiền ra lo cho cái đám cưới, mà phải lo cho hợp lý nha. Em cảm ơn anh chị nhiều. Em không nghĩ là
một người như em mà được mọi người thương nhiều đến vậy luôn. Khùng quá à. Người như em á là người làm sao? Em hay bất kỳ người nào trong gia đình này cũng đều quan trọng. Vậy là em xứng đáng với mợ thơ mà đúng không chị? Đúng vậy. Em đáng được yêu thương. Và em cũng xứng đáng với những ai mà em thương yêu. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Nhờ mọi người mà em biết là em thương mợ thơ như thế nào. Nhờ mọi người mà em thấy mình tự tin. Vậy thì từ bây giờ em sẽ cố gắng. Em cố gắng bằng mọi giá để cưới mợ thơ về làm vợ. Chưa xong đâu. Ủa sao chưa xong? Gì vậy? Ê, mợ thơ. Ủa sao mợ thơ quay lại được vậy? Tôi cho được không? À, anh Tuấn. Anh, em đủ tiền cưới mợ thơ rồi nè. Có thẻ luôn. Không đủ thì tôi bù. Ủa là sao? Body bình tĩnh, để em kể cho Body nghe cái chuyện này. Cái chuyện nó là như vậy. Từ khi mà biết được lý do là Body không chịu cưới em là vì Body sợ Body không xứng với em. Rồi giờ mở tính thì sao? Thì lúc đó em đã dạch ra một kế hoạch. Em dồn Body vào bước đường cùng. Chị hai. Hả? Em có cách rồi. Cách gì? Em sẽ mời anh hai em về đây. Em nhờ anh trai của em đi công tác xa, thiệt là xa, về đây để đóng vai một người anh gia trưởng khó tính, để ngăn cản cái đám cưới này đặt ra vấn đề môn đăng hộ đối. Giờ thấy hai nhà hai bên rồi có môn đăng hộ đối không? Trời ơi, một câu thoại mà tám chữ rồi. Rồi chừng nào mới rồi việc? Đúng để rồi. Anh hiền quá hả? Mạnh mẽ lên, nanh nọc lên, hầm hổ lên. Em về đi làm dâu ở nhà này, em nhìn cái nhà này đi. Cái nhà gì mà không có người ăn kẻ ở, không có người hầu kẻ hạ. Rồi á, em ở đây, em quét bụi mỗi ngày, rồi em hít bụi làm sao? Còn muốn gả em cho một người đàn ông khác để cho Body thức tỉnh. Anh bắt em lấy người em không thương thì em chết còn hơn. Đây. Đó, chuyện là như vậy đó. Body, Body đâu? Thì ra là mọi người tòa rạp với nhau, cấu kết với nhau để lừa gạt tôi. Trời ơi, trời mà cậu. Ôi, biết sao không? Chỉ có cách này thôi. Phải để cho Body cảm nhận là Body sắp mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời này. Thì lúc đó Body mới đứng dậy để bảo vệ cái tình yêu này. Đúng rồi. Ốp, đừng mặc cảm, đừng tủi thân gì hết trơn trọi á. Làm tất cả mọi chuyện này cũng chỉ là muốn tốt cho Út thôi. Đúng rồi, mà tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho cậu Tuấn đó. Đẹp trai hiền lành như vậy mà bắt đóng vai ác. Mà công nhận nha, đóng vai ác rồi mà vẫn đẹp trai á. Ủa mà anh Tuấn hiền thiệt không? Tôi hiền thiệt mà. Nhưng mà tôi khó tính nha. Làm sao làm á, cưới em gái tôi cho đàng hoàng chỉnh chu thôi tôi cự à. Thôi đừng có diễn cái vai đó nữa. Làm Body em sợ hả Body ha. Cái mặt cứ thù lù một đống kìa. Coi được không? Giờ sao? Cưới hay không cưới? Cưới hay không cưới? Cưới. Cưới rồi. Vậy là chuẩn bị đi ăn đám cưới. Cậu không nhau mở thôi. Yeah. Trời đất ơi, mấy đứa. Ai con mấy ghế để đây vậy? Người khách người ta tới rồi sao? Trời ơi. Gần xong mà nhìn cái trái tim đi kìa. Nó chui xuống dưới đất vậy rồi sao? Còn con bé này thôi chưa? Trời ơi, lâu mới đám cưới lần á bà. Cái bụng cô bự như giờ mà con. Anh có dây chuyện chứ. Trời ơi, trời ơi.
mày vô trong đi, tao gọi cho tao làm sao? Sáng rồi đem vàng quên cái kẹt đó. Trời ơi, đi nè. Trời ơi, đang ăn heo thì ăn kia, anh kia ở tập bạ. Đang trưởng tổng không đi trước đây. Trời ơi, sao mà tưởng thứ chuyện trên đời. Bữa nay là đám cưới của tôi, một mình tôi rối được rồi, mấy bà đừng rối được không? Ngày hôm nay rất là quan trọng, là ngày nhà trai qua đây đón tôi về bên đó, cho nên mình không được để bất cứ một chuyện gì sơ sẩy xảy ra nha không? Rồi, ồn tiếp đi. Trời ơi, tôi muốn cái đàn tử đó. Trai bị đàn trâu vậy? Trời ơi, trời nè, bây giờ anh hứa tôi. Thôi hả chị? Bà tỉnh chưa? Rồi. Thôi nhìn đi. Tôm lên. Giờ lành ở điểm, xin mời nhà trai. Trước tiên xin nói một lời, tôi là trưởng tộc được mời tới nha. Trăm năm trong cõi người ta, hôm nay vui quá tôi muốn hát ối là la chà chà. Nào ta cùng hát sa la 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 la. Thưa quý vị, hôm qua tụi nó mới chung đường, hôm nay tụi nó sắp chung giường với nhau. Bây giờ biết phải làm sao, sẽ là nghi thức trao quả cho vui. Quen quá ha. Trời ơi. Vô đây em ơi. Mệt mệt mệt. Ở đây là chốn lễ đường chứ không phải cái vũ trường mỗi đứa một câu. Trời ơi, nè. Ở đây toàn người lớn không đứa nào. Dạ, là vế bên kia kìa. Ý là mấy đứa này nè, ồn ào náo nhiệt quá. Ồn gì đâu, nó nghe nè, trời ơi, đi ám cưới mà làm như lại gặp cô giám thị á. Bé này, tên gì, ghi sổ đồ bài. Béo đỏ nè. Bé Tư, chị chú rể. Tại sao cậy giám thị? Ê, đi ăn cưới đâu phải đi học đâu mày. Thôi, nể anh đi, anh bút mày đó. Anh bút bà, không bút em. Trời đất, thật chị mày. Trả tiền. Dạ, ok chị. Gặp là nữ sinh ở giờ bắt là hả? Gì? Được rồi, thôi, bình tĩnh nha. Sao cọc? Ai làm gì quạo? Bệnh tim sao mới nhà? Nói gì vậy? Ai bệnh tim? Chị, ai quạo? Môi chị rất là thâm, đang có dấu hiệu bệnh tim. Môi thâm là tại vì trong người tôi nó có độc tố, nó bài tiết ra, được chưa? À, có nghĩa này là độc, gọi là độc... Độc cơ địa. Độc cơ địa. Tôi nói bà này hoài à. Bớt làm lố lố lại ra ngoài người ta nói, tôi kêu làm nhẹ nhàng thôi. Nay là lợt nhất rồi đó, tôi đánh có miếng kem chống nắng hà. Bớt nhằn tôi lợi. Không cãi nữa, bị ấy quá rồi. Nha, tập trung nha, ngày hôm nay là gọi là chuyên nghiệp. Cũng giờ chỉnh chu, tôn nghiêm nhất có thể nha. Đàn trai ơi. Ơi. Đàn gái ơi. Ơi. Đàn giữa ơi. Vậy nghĩa kêu đàn giữa. Đây toàn đàn anh, đàn chị không, tôi nghĩa kêu đàn giữa. Không phối hợp. Cái gì đâu, không hộp đây đàn anh đàn chị không rồi đó mợ ơi, cái gì mà kêu đàn giữa, mắc gì anh lên tiếng vậy? Tự nhiên tôi ngồi chính giữa nè, nghe cũng phải nhột chứ. Thấy cái dấu hiệu bị vùi dập, sống sau nó xô sống trước thôi. Ui chà, cái gì vậy bà? Rồi sống nó xô tôi rồi, thấy chưa, ông nói một hồi là người ta xô ông ra ngoài chỗ này luôn á. Thôi không làm mất thời gian nữa. Giờ lành đã điểm rồi. Thưa quý vị, làm chim thì phải có lông. Trời ơi, cái ghê vậy? Chưa. Bậy bạ. Cái văn gì mà vô kỳ vậy? Làm người nè. Làm người phải có vợ chồng mới vui. Ông bà ta có câu, yêu nhau là phải cưới liền, không cần phán xét đứa nào hiền, đứa nào ngu. Ê, người ngu mắc gì nhìn tôi? Ý anh nói tôi ngu đúng không? Trời ơi, bà chị môi tím ơi. Ai nói bà đâu, bà nhạy cảm quá. Ông nói là nói chung chung vậy thôi. Thôi ông anh nó nghe nè, đừng dòm bả nữa. Nhắm mắt lại đi, đừng dòm ai hết trơn, trọi cho nó an toàn. Ăn cũng đâu có nhiều, mà làm cực quá, đang lại oxy mở mắt giờ bắt nhắm, không có biết tâm lý nào mà làm luôn á. Thôi vậy thôi, tôi hỗ trợ tâm lý cho nhắm mắt nha. Đây. Rồi mời nói. Sau này dù có đuôi mù, con... Con gì vậy? Tim vẫn giữ sắc son một lòng. Thôi thấy ghê quá, thấy ghê quá. Tôi nhìn cái đứng trước bàn thờ gia tiên, còn nhắm mắt xu tai, còn đọc này đọc kia, nó khùng, nó điên sợ quá. Vậy bây giờ nhắm hay mở?
Thôi, đừng mở mắt mà cũng đừng nhắm mắt. Mắt nhắm mắt mở đi. Ăn nó nhiêu tiền đó mà cực quá. Mắt nhắm mở, 2, 3. Thôi, không được. Kính thưa quý vị các bạn. Trời đất ơi, tự nhiên làm trưởng tàu tự nhiên mắt nhắm mắt mở. Được. Giờ nó không có uy tín. Làm nó bị đuôi chột. Thôi giờ gì nè, mở mắt ra mà đừng nhìn ai hết trơn, nó đỡ mất lòng. Nhìn lên trời đi. Mở mắt ra mà nhìn lên trời. 2, 3. Trời ơi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để giờ đây tôi về làm trưởng tộc. Khoan, nó nghe nè. Trời ơi, sao tự nhiên trợn ngược lên giống trăng trối quá không? Nhìn thấy ghê quá. Thôi để bình thường đi cậu. Thôi, lọt chồng té nổ bây giờ. Thôi ngưng đi, khỏi cưới đi. Chưa gì mà thấy điều hiu như vậy rồi. Thế nào hai đứa nó cưới nhau về cũng sẽ đối trận trắng như cái ông này thôi. Trời ơi. Xui xẻo à. Vậy nhưng mà làm tiếp đi anh. Thưa quý vị, miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh. Từ nay em đã có anh làm chồng. Hôm qua hai đứa mới chung đường. Hôm nay hai đứa sắp lên phường với nhau. Đó gì vậy? Trời đất ơi, tôi nghĩ cái thời tiên kêu hai đứa lên phường làm gì trên đó. Ăn cuối tầm nói chuyện xui xẻo cơ mà. Tôi nói rồi. Không cưới hỏi gì hết. Làm như là có ơn trên là điểm vô cái miệng ổng á. Thế nào tụi nó cưới nhau về là cũng sẽ rơi vô vòng lao lý thôi. Trời ơi chị ơi, tụi em lao lý đó chị. Ai rước bà vô vậy hả? Không có bà này làm cưới được rồi đó. Chán á. Thôi đừng có cãi nữa. Bây giờ coi là tới cái giờ rước dâu chưa nè. Dạ rồi. Trễ giờ lành một cái mới đúng thiệt là rước quà đó. Dạ rồi. Thưa quý vị, lên phường là để kết hôn. Kết hôn là để hôn. Hôn gì? Hôn nhân Dựng bên. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Trời ơi. Hay quá vậy. Dạ thưa bà con hay họ, chú rể đã có đây rồi. Bây giờ tôi muốn cho đời cô dâu. Không phải cô dâu. Trời ơi. Chém đầu. Trời ơi, cái gì vậy? Sao tôi chém đầu người ta? Cái gì? Hả? Bắt đầu. Đúng rồi, em ra em kéo màn cho cô dâu. Đồ gì như nữ thần tự lo vậy trời. Xin ơi. Xin mời cô dâu. Wow. Ủa mình hả? Sao chưa đám cưới mà nó có con, nó bồng luôn kìa. Bồng con trên tay rồi. Chưa cưới mà sao có đẻ con rồi. Như vậy là cô dâu chú rể sánh đôi. Ăn cơm trước kẻn. Bôi dôi họ hàng. Trời ơi. Bôi dôi. Bôi dôi cái gì? Bầu, đẻ. Đẻ hồi nào? Chứ này là gì? Cái này bó hoa. Hoa. Trời ơi. Bông huệ. Bông huệ. Huệ là bầu. Bầu là huệ. Nghe. Bôi dôi. Ông này ăn nói hàm hồ. Nói thêm một tiếng là cái bô lên đầu. Thôi mà vô đây đám cưới lần đầu. Chứ 2-3 lần nữa từ từ sẽ quen. Trời ơi. Mà mày, một lần cưới đủ rồi nghe. Sao ông chủ ém thêm 2-3 lần? Thì hôm nay là đám cưới rần rần nè. Biết đâu vài bữa nữa là đến phần ly hôn. Này nghe, cái miệng chú ngục chú ôn. Nói thêm tiếng nữa là tôi chôn ông liền. Tôi đây còn không có hiền. Chôn tôi một cái, tôi kéo liền hai đứa bay. Trời ơi. Bay đâu đưa vợ cái dao phơi. Bỏ đây xả ổng thành hai đứt lìa. Ông này không những đứt lìa, phải thêm ngũ mã đứt lìa vánh thai. Trời ơi. Thôi xin hãy dừng tay. Đây là đám cưới không phải cái chợ. Mọi người đừng có gây lộn như vậy. Mọi người ơi. Nói cái gì vậy trời. Người ta đang gây lộn bằng thơ lục bát hay quá. Chỗ mỏ dùng chi sọc dừa vẫn biết nè. Vậy là ta nói nhỏ mà học lớn anh chị này à. Em đâu có muốn làm thơ lục bát đâu. Em muốn giảng quà. Đừng gây lộn nữa. Giảng quà đi. Chị là giảng dây chằng thì có đó. Thôi ngưng đi, khỏi cưới hỏi gì hết trơn á. Cái đám cưới người ta mà bà đòi không cho tới cưới bà nè. Chị tôi nói thiệt, chị tôi nể chị là chị hai của cô dâu chứ không. Tôi lấy cái bình này tôi tán đầu chị cho chị tỉnh hồn. Trời ơi, trời ơi, sáng nghĩ sao vậy chị? Chị nghĩ sao mà chị rần rần quá đủ rồi. Dạ, bình tĩnh. Làm lễ tiếp nha. Dạ, lễ tiếp đi, tiếp đi. Nhìn vào dâu rể du quy nói lên bốn chữ, chữ gì vậy ta? Dạ, ác giả ác báo. Tẹt tẹt. Nước chả đá mòn. Tẹt tẹt. Chậm đâu cháu phụng. Tẹt tẹt. Trò đùa tạo quá. Gì vậy? Tẹt tẹt. Ngậm cười chín suối. Điên hả sao? Nói gì? Ngưng đi khỏi cưới. Trời ơi thôi đi chị ơi, ngưng hoài. Sai hết. Ở đây không có trí tệ. Không ai hiểu gì tôi cả. Cái lời gì? Nói lên bốn chữ là quả báo nhận tiền. Chưa nghe giải thích. Chưa, bị nôn quá. Nghe giải thích nè. Quả đây có nghĩa là gì? Quả ngọt. Ăn quả với cây trong cây. Báo. Báo nghĩa là gì? Báo hiếu. Báo hiếu cha mẹ. Nhãn. Nhãn là gì? Thiên lý nhãn. Tuyệt cà la bờ. Là ở trên trời đó có thiên lý nhãn chiếu xuống cái. Tiền. Tiền là gì? Tiền tài. Đúng rồi. Tiền tài có nghĩa là sao? Cặp này yêu nhau
động lòng trời, trên trời có thiên lý nhãn chiếu xuống ban lộc ban phước cho hai đứa, nghe không? Cuối cùng hai đứa có gì? Có tiền, tiền tài danh vọng vàng dòng craftsman đó. Tự nhiên thấy mối tình của mình nó có căng dễ sợ luôn vậy đó. Cái câu châm biếm của người ta mà vô cái mồm của anh thành câu chúc phúc hay thiệt chứ. Thôi tôi cũng chúc anh là quả báo nhãn tiền nha. Cảm ơn chị, tôi cũng xin mạn phép chúc chị một câu. Câu gì? Cây độc không trái, gái độc là không vui là chị đó. Anh nói ai không vui? Nãy giờ tôi chưa thấy chị vui luôn đó. Tôi vui không... trong lòng. Rừng mắt gì vui trong lòng, giấu vui làm gì, banh cái vui ra. Đúng rồi. Thôi, được rồi, được rồi. Dạ thưa mọi người, xin mời cô dâu chú rể phát biểu ạ. Lời nói đầu tiên cho chú rể Văn Út. Cô dâu Kiều Thơ xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cho tất cả quý họ hàng và mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay. Tiếp đi. Hết. Sao nó tục ngủng nha. Mới có lời nói đầu tiên à, còn lời nói thứ hai, thứ ba đâu? Lời thứ hai là hết đó. Ủa, đang tục mút hả? Làm cô dâu nhiều lần không muốn nói chuyện nữa đúng không? Đâu có. Người ta làm có một lần đầu tiên đó. Đây mới làm lần đầu rung không phát biểu được. Dạ không biết nói gì đúng không? Không biết nói gì nữa. Coi như hai đứa tự kỷ đi. Ok. Dạ thưa quý vị và các bạn, ở trên cộng đồng mạng có một câu hát rất là hay. Về đi con, về với mẹ cha. Trời ơi. Về với quê ta, xưa cả quê muội mình. Cộng đồng mạng hát hay là ông hát? Không, ý là cái câu về cha mẹ. Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con mà nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày. Sao ý vậy? ý là vậy đó. Hey, cha mẹ mong con thành gia lập tất, ai ngờ cha mẹ cúng thất hết rồi. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên đám cưới mà nói chuyện gì vậy trời? Ê, bữa nay là vu quy chứ phải vu lan báo hiếu đâu mà cứ lôi cha mẹ vô hoài vậy. Giờ cha mẹ đi bắn muối rồi nói gì vậy? Đại diện cũng đúng rồi. Mời đại diện, mời đại diện cho hai gia đình nói đi. Dạ con mời dì Chu. Là chị hai đó. Dạ. Hai phát biểu đàng hoàng cho có uy tín nha chị hai. Kính thưa cô bác bà con. Trời nghe đàng hoàng vậy sao? Hôm nay là đám cưới của cậu Út nó. Tôi là chị hai. Tôi rất mừng khi thấy em tôi đã trưởng thành và lập gia đình. Chị chúc cho hai em được hạnh phúc. Dạ. Tôi không có gì nhiều, chỉ có mảnh vườn trồng bông và cây trái. Từ hôm nay á, tôi cho hai đứa nó. Vô rồi, vô một khúc rồi. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, tôi là đại diện bên nhà gái. Thì hôm nay là ngày vui của hai em. Gia đình tôi thì không có gì ngoài vàng hết, cho nên là hôm nay tôi sẽ tặng hai em vàng. Hay quá. Cái thùng vàng của gia đình mình đâu ông? Ủa, vàng luôn kìa, vàng thiệt á. Anh hai ơi, quá. Anh ơi, anh lấy lộn cái thùng sửa xe ở nhà rồi. Phải bỏ vô đây thì mới không bị giật. Cái chiêu của nhà em. Trời ơi, vàng thiệt mọi người ơi. Đồ thiệt đó, cái này đồ thiệt đó. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị hai. Vỗ tay. Hay quá. Quá trời. Còn ai không ạ? Tới vợ chồng tôi nha. Chị hai đã cho đất rồi, còn anh chị bên đây cũng cho vàng. Vợ chồng tôi là Việt Kiều Mỹ mà, cho nên là chỉ có tiền đô thôi ha. Ôi, đô la. Ngày hôm nay là đám cưới của hai em. Tụi tôi là anh chị Sáu của thằng Út. Ủa mà chị Sáu ơi, chị đi diễn ngày xưa hả? Đâu có đi đám cưới đó chứ. Chị ăn đám cưới tại gia, cho nên là chị ăn mặc theo phong cách hoàng gia. Thưa tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng tôi xin tặng quà cho hai em bằng hai thứ tiếng. Tôi xin phát biểu là tiếng mẹ đẻ trước. Út là một cậu em rất là tuyệt vời. Chúng tôi là ở nước ngoài lâu năm rồi, Út thường xuyên qua thăm viếng nhà của chúng tôi. Tấm lòng của Út chúng tôi luôn ghi nhận. Và ngày hôm nay chúng tôi về đây rồi sẵn thăm bà con, rồi nhân vào cái dịp mà đám cưới của Út, cho nên chúng tôi buộc lòng phải tặng quà cho Út. Ủa, ai bắt buộc lòng sao em chia thì bị động hoài vậy? Mở lòng. Chúng tôi mở lòng ra tặng quà cho Út, đó là đô la. Tờ 2 đô Mỹ may mắn. Số hết chưa? Chúng tôi tìm được cái số series nó quá đẹp. Nên chúng tôi dành tặng cho hai em, mong hai em là may mắn suốt cuộc đời. Số đẹp là được, số đẹp. 06 686. Lộc phát. 68 là lộc phát. 4953. Trời ơi, sao cái số gì nghe nó có hương có điềm dữ vậy chị? Em ơi, là 49 bước qua, 53 bước lại là đi luôn đó em. Đâu có đi, bước lại là ở lại rồi, đâu có đi nữa. Cái số này là số phong thủy, số đẹp bên Tây đó. Nè, gửi tặng cho hai em. Cảm ơn anh chị Sáu rất nhiều à. Dạ bây giờ tôi xin phát biểu bằng tiếng Anh.
Lady Ảnh Chanh Lâm Anh. Hay quá. Tôi đây mai chồng my husband and me will get married married up up $2 with the beautiful sari. Thank you. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nói được lót á. Ủa sao anh chị Tư khóc vậy? Anh khóc hay anh tay biến vậy? Khóc á chị. Khóc á. Dạ, tại vì thấy là anh em trong nhà mà ai cũng có của để mà cho cái vàng đeo mà đỏ người vậy chứ trong ruột không có gì. Gom góp dữ lắm có mình ha. Ôi ngày vui của hai đứa. Thì anh chị cũng có một chút tiền để coi như là làm của hồi môn. Anh chị tặng cho hai vợ chồng em là 2 tỷ. Ủa trời đất ơi. Trời ơi không tin luôn á chị hai. 2 tỷ chứ có bao nhiêu đâu mà sồng sồng. Ôi anh gửi hai đứa nha. Ủa vé số mà hả? Rồi vé số. Trời đất ơi. Vé số chiều mà em trúng 2 tỷ anh chị không xin một cắt. Trúng thì coi như là trời cho mà không trúng thì trò chơi. Dạ rồi em xin nhận tấm lòng của anh chị. Xong chưa? Dạ xong xong. Còn ai tặng quà vậy mà? Đàn gái ơi. Sao? Dạ. Đàn trai ơi. Dạ không có luôn. Đi đâu đi đâu. Và cùng nhau nhấp chén rượu mừng. Dẫu cay dẫu mặn xin đừng quên nhau. Bây giờ biết phải làm sao. Sẽ là nghi thức uống rượu cho vui. Bây giờ không cần phải giấu nữa rồi nha. Năm sau dẫn bạn trai về đây.